Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để chúng ta phân tích review lại tất cả những cái kịch bản về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi điểm qua danh mục các cái mã cổ phiếu mà trong team của chúng ta thường xuyên theo dõi, thường xuyên phân tích ở trên bản tin tuần. Và phần thứ ba thì Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ có một vài ý để trao đổi về xu hướng thị trường trong tuần thứ hai của tháng thứ ba. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào để chúng ta view lại toàn bộ cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái câu chuyện về sàn HOT tiếp tục bị lỗi liên tục. Và trước đây thì Hùng Lê để ý thấy rằng là cái lỗi đó thì nó khoảng tầm độ quanh 14 giờ đó, tức là sau 1 tiếng giao dịch chiều. Và tuy nhiên cá biệt thì trong 2 phiên giao dịch cuối tuần thì sàn HOT đã bị lỗi khoảng từ thời gian 13 giờ 10, tức là phiên giao dịch chiều thì cái mức độ thông ở trên thị trường nó chỉ được có 10 phút thôi, và sau đó thì gần như cả cái quãng thời gian giao dịch còn lại thì thị trường của chúng ta nó đi theo một cái hướng mà đúng là cũng không biết là đi theo cái hướng gì nữa, tức là phái sinh thì đi một đường và chỉ số VN30, chỉ số VN-Index thì gần như là cái khối lượng khớp lệnh gần như nó là không có. Và các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây này, tức là bình thường nếu như nó không bị lag, các anh chị nếu nó không bị lag thì cái vol của nó có khối lượng ở đây, còn đây các anh chị có thể nhìn thấy đây gần như là nó bị cạn vol, tức là nó không thể có một cái khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn. Và đây cũng như vậy, đây là 13 giờ các anh chị, và đây là khoảng tầm độ 13 giờ 10 thì các anh chị nhìn thấy đấy, nó bị cạn, tức là nó bị cạn như vậy. Thế thì chính vì cái câu chuyện là sàn HOT nó liên tục bị lỗi như vậy nên cái dữ liệu về phân tích kỹ thuật của chúng ta nó bị sai lệch về cung cầu đó, nó không còn phản ánh đúng cái sự vận động bình thường của chỉ số VN Index, chỉ số VN30 nữa theo cái cung cầu ở trên thị trường, mà nó đang phản ánh một cách méo mó, phải nói là méo mó về cái chỉ số VN Index, chỉ số VN30, chỉ số VN30 F1M. Và chính vì sự méo mó chung của thị trường dẫn đến là tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích thì cái dữ liệu mà chúng ta phân tích ở đây nó cũng là một cái dữ liệu tương đối, tức là nó méo mó theo cái sự việc mà đang xảy ra ở trên sàn HOT. Và đó cũng là một câu chuyện mà trong 2 tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta không có động lực để bứt phá qua cái vùng 1.200 điểm, thì cái câu chuyện là lỗi sàn HOT cũng là một trong những cái yếu tố để làm nên cái câu chuyện mà thị trường của chúng ta mãi cứ lừng khừng đi ngang. Bởi vì là khi mà chúng ta có dòng tiền, khi mà thị trường nó đang thuận đánh lên thì nó đơ một cái như vậy thì làm sao để vận hành tiếp được cái quy luật cung cầu của thị trường, thì đấy là một cái lý do trong số các cái lý do chính. Thì cái câu chuyện sàn HOT lỗi đấy là một cái lý do mà dẫn đến cái tâm lý nhà đầu tư, rồi dẫn đến cái quy luật vận động của thị trường nó bị bóp méo. Cái ý thứ hai mà thị trường của chúng ta trong tuần vừa qua nó không có nhiều cái động lực thì nó cũng liên quan đến một phần, đấy là trước cái kỳ cơ cấu của các cái quỹ ETF thì thông thường Mùng Lê quan sát và Mùng Lê nhận thấy rằng là thị trường của chúng ta thường sẽ có cái mức độ lình xình nhất định, nó sẽ có một lình xình nhất định cho đến lúc các cái quỹ nó cơ cấu xong. Thì các anh chị cũng để ý thấy là trong cái tuần bản tin video số 143 và 144 thì các cái hoạt động cơ cấu của các quỹ ngoại rất là lớn. Thì thay vì cái câu chuyện ngày xưa trong những cái phiên mà các cái quỹ ETF cơ cấu là cổ phiếu nó có thể tăng kịch trần hoặc cổ phiếu nó có thể giảm kịch sàn, bởi vì là có một cái lượng lớn lệnh đẩy từ ATC. Tuy nhiên trong cái thời gian gần đây thì Hùng Lê nhận thấy là trước cái kỳ cơ cấu thì các quỹ ngoại người ta cũng dàn trải cái lệnh đó ra để người ta cơ cấu dần ở trước cái thềm mà người ta chốt cái ngày cuối cùng đó, để cái ngày cuối cùng là ngày người ta sẽ review đủ tất cả cái khối lượng của người ta đó, còn lại trước đó thì người ta đã cơ cấu, ví dụ những cái mã nào người ta bán dần giảm tỷ trọng thì người ta đã bán dần ở trong cái thời gian vừa qua, và những cái mã nào mà người ta tăng tỷ trọng thì người ta cũng đã gom dần đó. Thì đấy là cái ý thứ hai. Ở cái ý thứ ba nữa là thị trường của chúng ta thiếu đi động lực và thiếu đi cái sự đồng bộ của toàn bộ các cái nhóm ngành. Thì bản chất là khi mà Hùng đã review ví dụ các mã cổ phiếu của ngành nhóm trụ hoặc là nhóm banh hoặc nhóm chứng khoán hoặc nhóm sắt thép xây lắp và dầu khí thì chúng ta thấy rằng là
các cái mã ngành nó đi nó bị rời rạc và nó không có một cái sự đồng thuận nhất định nào đó, và những cái trụ cột, những cái trụ lực của thị trường đó, thì nó chính vì cái câu chuyện rời rạc nên nó không thể là đồng lòng ở cùng một lúc cùng tăng để đánh VN Index vượt những cái vùng kháng cự của chúng ta. Thì đấy là ba cái lý do, theo Hùng là đấy là ba cái lý do khiến cho thị trường của chúng ta trong 2 tuần vừa qua, tuần video số 143 đến tuần video số 144 bước vào những cái ngưỡng rất là lình xình. Thế thì kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 1 thì Hùng đã ra bản tin video số 100 144 trên kênh YouTube, ở đây trên kênh YouTube của chúng ta, phân tích và định lượng tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 3. Thì Hùng Lê tiếp tục đánh giá là cái ngưỡng kháng cự của thị trường của chúng ta chính là cái ngưỡng của trong cái bản tin video số 143. Đây thì Hùng sẽ cho các anh chị nhìn thấy, đây là cái thời điểm chúng ta ra bản tin video số 143 và đây là thời điểm chúng ta ra bản tin video số 144, thì Hùng đánh dấu cái dấu sạch sọc này để các anh chị xem. Đây là cái vùng kháng cự của VN Index, vùng đằng trên này đấy chính là vùng 1.185 điểm đến vùng 1.190 điểm. Thì các anh chị nhìn thấy đấy, 2 tuần VN Index chạm về đến những cái vùng kháng cự này thì đều bị dội lại, và cá biệt thì có phiên giao dịch của ngày hôm qua thì VN Index, ngày hôm nay thì VN Index đã bị rơi rơi tương đối, ngày hôm qua và ngày hôm nay thì đã bị giảm điểm, bị giảm điểm. Và cái vùng kháng cự ở đây anh chị có thể nhìn thấy đây, đấy là cái vùng rất kháng cự rất là dài và VN Index của chúng ta chưa thể vượt qua được. Cùng với đó thì cũng lấy cái vùng hỗ trợ chung của toàn thị trường, đó là VN Index ở vùng 1.150 đến vùng 1.160, thì chúng ta thấy rằng là cứ mỗi một lần khi mà VN Index của chúng ta rơi về những cái vùng hỗ trợ này thì đều có một cái lực bật lên, ở đây cũng như vậy đấy các anh chị đó. Và ngày hôm đây và ngày hôm nay đúng không ạ, ngày mùng 4 à, ngày hôm qua ngày 4 tháng 3 thì sau khi mà bị rơi mạnh chạm về vùng hỗ trợ 1.160 điểm thì cũng đã có một cái lực bật lên, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chạm về vùng 1.155 điểm bật lên. Tuy nhiên phiên giao dịch ngày hôm nay và phiên giao dịch ngày hôm qua thì 13 giờ 10 là hốt đã bị lag rồi. Chính vì vậy nên là cái dữ liệu này nó méo mó lắm các anh chị, nhìn nó rất là buồn cười. Đây nó không còn vô nữa. Còn đối với chỉ số VN30 thì các anh chị cũng có thể quan sát đây, đó là lấy cái vùng 1.195 điểm đến vùng 1.200 điểm, đó là những cái vùng kháng cự rất là mạnh của chỉ số VN30, và gần như mỗi lần tiệm cận về vùng này thì đều đã bị đạp. Và cái câu chuyện của ngày hôm qua đó là khi VN30 bị mất vùng đệm 1.190 điểm, tức là những cái vùng hỗ trợ ngắn của nó ở đây, thì đã bị sọt rất là dài. Và cái vùng sọt đó thì nó cũng đưa VN30 về vùng hỗ trợ tuần, đó là vùng 1.160 đến vùng 1.165 điểm, và cứ mỗi lần VN30 rơi về đây thì nó lại xuất hiện một cái lực cầu lon quay trở lại. Đó, cầu lon quay trở lại. Và cái ngưỡng sâu hơn của VN30 thì có thể là trong cái lúc mà dao động mạnh thì có thể trên cái biến động M5 thì nó sẽ có những cái cây nến nó sọt dài xuống ở vùng 1.155 điểm và nó kéo lên, thì cơ bản Hùng vẫn lấy cái vùng 1.160 làm vùng hỗ trợ của VN30. Và đối với chỉ số VN30 F1M thì ở đây là bản tin tuần 143 và đây là bản tin tuần 144, thì cái vùng ở đây vùng 1.195 đến vùng 1.200 điểm vẫn là một cái kháng cự rất dài của chỉ số VN30 F1M, và mốc hỗ trợ tuần của VN30 F1M đó chính là vùng 1.165 điểm. Và quan sát và nhận thấy rằng cứ mỗi lần mà chạm về cái vùng này thì cái lực cầu lon quay trở lại. Và đối với chỉ số phái sinh thì do nó trên cái mốc M5 nó biến động rất là mạnh, chính vì vậy nên là chúng ta có thêm 2 điểm dự phòng ở vùng 1.160 điểm và một vùng 1.150 điểm. Và thực tế là không phải là vùng 1.150 điểm đâu các anh chị, vùng 1.147 điểm, đấy là cái vùng dự phòng của phái sinh. Thì có thể trong những cái điểm sọt thì những điểm sọt sâu có thể rơi về đến những cái vùng như này. Thì cái câu chuyện là phái sinh và VN30 hoặc VN Index thì chúng ta sẽ phân tích định lượng ở trong hàng ngày, và trong những cái khung giao dịch trực tuyến thì cũng sẽ có những cái đánh giá ở trên trên team home chat. Đấy là những cái, đây chính là cái team mà mình sử dụng để hỗ trợ tất cả anh chị em ở trên các tài khoản mình đang hỗ trợ và vận hành tại công ty chứng khoán VPS đó. Rồi ok, thì đấy là toàn bộ cái
tình hình thị trường trong tuần vừa qua, và bây giờ thì Hùng Lê cùng với các anh chị sẽ đi chúng ta sẽ xem những cái mã cổ phiếu trong tuần vừa qua thì hiện tại bây giờ đang vận động như thế nào. Chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt các cái mã ngành để chúng ta có thêm những cái view tổng quan về thị trường. Ở VIX hiện tại cũng không có gì thay đổi, cũng sẽ đánh dấu lại cái vị trí của tuần trước. Đây các anh chị, đây là vị trí mà kết phiên tuần trước ở đây, và bây giờ thì chúng ta đang phân tích lại tuần vừa qua. Thì vùng kháng cự của VIX vẫn là ở vùng 110 đến vùng 111, và vùng hỗ trợ của VIX ở vùng 104.5. Trong ngắn hạn thì VIX đang test lại cái hỗ trợ ở đây 106. Nhưng với những cái tín hiệu lực cầu hiện tại thì khả năng sang tuần tới VIX sẽ test lại cung vùng 104.5. Vinhome đã quay lại test cung ở vùng 100, và điểm test cung này thì đến thời điểm hiện tại chúng ta đang gọi là thất bại khi mà dòng tiền tiếp tục cắm đầu đi xuống, tín hiệu mark xấu. Phiên ngày hôm nay thì Vinhome đã không lấy lại được cái điểm cao nhất ở vùng 100, như vậy là Vinhome đã bị xấu rồi. Và chính vì Vinhome bị xấu như vậy là chúng ta có một cái sóng hồi của Vinhome đạt được mark ở đây quanh vùng 105, test lại cung ở vùng 100 và nó có một lực hồi, và lực hồi thứ hai thì nó bị thất bại. Tức là với tín hiệu này thì khả năng cao tuần tới thì Vinhome sẽ quay về test cung ở vùng 95. Ở VRE, Vincom thì theo thì trong bản tin tuần chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở vùng 34. Ở phiên ngày hôm nay thì có phiên đạp ở trong phiên, tuy nhiên kết phiên thì cổ phiếu này vẫn lấy được ở trong cái biên hỗ trợ. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời, các anh chị mà đang cầm cổ phiếu Vincom thì theo thì chúng ta tiếp tục cầm. Và chúng ta chú ý cái vùng hỗ trợ 32.8 ở đây. Đó, nếu như vùng 32.8 này mà bị phá vỡ, vùng 32.8 này bị phá vỡ thì xu hướng là nó sẽ về lại vùng ở dưới này. Đó chính là vùng 29.5 đến vùng 30, thì anh chị có thể cân nhắc để chúng ta chốt hàng. Sapeco. Đối với Sapeco thì nó cũng quay lại test ở vùng 185 thất bại trên tuần. Đây là hai cây nến test, và đến cây nến thứ ba thì nó thất bại. Chính vì câu chuyện nó thất bại nên nó lại đi về cái vùng cung, vùng hỗ trợ sâu hơn ở vùng 177. Tuy nhiên với những cái tín hiệu hiện tại thì vùng 177 này theo quan điểm cùng là sẽ khó giữ ở trong tuần tới, và như vậy thì nó sẽ tiếp tục đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này, ở quanh vùng 170. Sapeco thì nó là mã cổ phiếu nó giữ nhịp thị trường thôi, chứ nó không có ý nghĩa về đầu tư lắm. Vinamilk, bò sữa Vinamilk đã tiến hành, sau khi mà có một cái lực hồi phục ở đây thì em mới quay lại test cung ở vùng 105 thất bại, chính thức là thất bại ở trong tuần vừa qua. Đây chính là bản tin kết tuần các anh chị, và trong tuần thì có nhô lên được nhưng mà sau đó thì kết tuần thì nó bị thất bại và đóng cửa tuần ở đúng vùng hỗ trợ 103. Đây chính là cái tuần mùng dự kiến là Vinamilk trong sẽ test cung ở đây. Với một góc độ về tạo lập, phiên ngày hôm nay Vinamilk bị bán khá là mạnh và giá thì không thực sự là tích cực, thì khả năng cao với xu hướng hiện tại thì Hùng dự báo là Vinamilk sẽ quay về test cung ở khoảng vùng 100. Các anh chị để ý thấy là trong những cái biểu đồ mình phân tích thì có những mũi tên sóng xuống và có những mũi tên sóng lên. Tức là trong một cái phân tích sóng lên thì sẽ có những mũi tên xanh chủ đạo đi lên, và trong một cái phân tích sóng xuống thì khả năng đây Vinamilk đang là một sóng xuống. Ví dụ như tuần tới Vinamilk về đến vùng 100, vùng tiếp tục đánh giá rằng cái vùng 100 này không ổn và không hỗ trợ được nữa thì cũng sẽ đưa về ở vùng 95, hoặc là cũng đánh giá cái vùng ở vùng 100 mà ổn thì cũng sẽ phân tích một cái mũi tên xanh lên ở đây đấy, để chúng ta dễ theo dõi. GTN, trong hệ sinh thái của Vinamilk thì GTN đây một phiên trong tuần thì đã có hai cây nến bull lên chạm vùng kháng cự 28. Tuy nhiên bản chất là trong cái phiên này thì nó đã không giữ được cái lực cầu ở vị trí cao nhất và nó quay lại test cung và test ở vùng 26 thất bại. Và với tín hiệu hiện tại thì GTN có xu hướng quay về kiểm tra cung cầu ở vùng 24.5, sâu hơn thì nó sẽ ở khoảng vùng 23 đến vùng 24 ở đây. 23.5 đến vùng 24 ở đây thì các anh chị lưu ý đối với GTN. VLC là một cái mã cổ phiếu mà nó được nói như thế nào này, trước khi mà về tay Vinamilk thì nó là một cái doanh nghiệp nhà nước, và theo như Hùng đánh giá dự báo thì nó sẽ có những cái câu chuyện về cải tổ, về tái cơ cấu, và đặc biệt nó có một cái nguồn quỹ đất tại Mộc Châu rất là lớn, thì đấy là cái tiền đề để có thể VLC sẽ là
cái con của thằng Vinamilk, và Vinamilk thì bây giờ là nó lớn rồi, nó rất là khó kéo. Đó thì nó sẽ kéo những cái con, và con thì trong một cái phân tích ở đây thì Hùng đã đánh giá cái vùng 32 32.5 là điểm mua thứ nhất, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể tính toán điểm mua thứ hai ở vùng 36 đến vùng 37. Cổ phiếu này chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ tuần, tức là chúng ta sẽ mua để ở một cái góc độ để chúng ta nắm giữ dài. Chứ còn nếu mà mua ở trên trend ngày, chúng ta sẽ vội vàng bị cuốn vào những cái phiên hút cầu như này, hoặc là những anh chị mua ở đây thì cái kháng cự của nó hiện tại chúng ta tạm thời chúng ta tính toán ở vùng 45 đến khoảng vùng 43. Ở đây là cái vùng kháng cự của nó. Đó, khi về đến đây thì thường cổ phiếu sẽ bị đổ lại. Tức là chúng ta tận dụng để chúng ta lướt các anh chị. Phân tích một số các mã ngành hàng không VDC trên góc độ kỹ thuật thì vẫn đánh giá rằng cái vùng hỗ trợ 135 của em này khá là tốt, với dự kiến có thể trong tuần có thể đạt được ở khoảng vùng 140. Ở hiện tại thì dòng tiền nó không đồng thuận vào trụ, chính vì vậy nên một mình VDC nó cũng sẽ rất là lẻ loi. Cổ phiếu HVN đúng không ạ? Trong tuần tới, trong tuần tuần mà ra bản tin video số 144 thì cũng có cảnh báo cho anh chị cái vùng kháng cự của nó ở đây. Đó, vẽ cái hình vòng cung đây chính là vùng 31.5, và anh chị có thể nhìn thấy bắt đầu từ vùng 31.5 ở đây thì nó đã bị đổ lại. Đó thì thay vì cái câu chuyện là rất nhiều những nhà đầu tư mua ở vùng 32 ở đây các anh chị này, rất nhiều, bởi vì nó có khối lượng mà ít nhất là 2 triệu cổ phiếu thì mới chia đôi ra. Đó, chắc chắn một nửa các anh chị sẽ, nhà đầu tư nào đó ở đâu đó sẽ mua ở khoảng vùng 32, 31.5 đến vùng 32, thì tại sao chúng ta lại phải mua cổ phiếu ở vùng kháng cự? Đấy, chúng ta cứ tư duy như vậy, tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu ở cái vùng kháng cự? Đó, và chúng ta không chờ những cái nhịp chỉnh. Đây, HVN các anh chị 29 29.5. Thay vì câu chuyện chúng ta đua ở trên này, chúng ta mua ở cái vùng hỗ trợ dùng, và trong tuần tới thì khả năng HVN sẽ có thêm những cái phiên test tích lũy, test cung ở quanh vùng 29 đến vùng 29.5, và chúng ta sẽ có thêm cái đánh giá của HVN ở vùng này. Rồi, cổ phiếu ACV, một mã cổ phiếu rất là hay, cực kỳ là yêu thích, và đến thời điểm hiện tại thì ACV cũng đang phân tích một cái sóng lên. Đó, một cái sóng lên ở đây, và mục tiêu của sóng lên này thì đã hoàn thành, đó là đã đạt cái target 75 trên 75 ở đây. Thì sau khi đạt cái target này thì nó có một trong tuần, đó nó có một cú break lên, và sau đó nó có những cái điểm test cung lại ở đây rất đẹp. Phiên này chính là một phiên nhả cung cực đẹp. Đó, nó test lại đúng trên biên 75, và mục tiêu thì chúng ta sẽ đưa target của em này về vùng 8x. Các điểm mua các anh chị lưu ý nhá, khi đưa về target 8x, nhưng các điểm mua đó là những cái điểm mình đã phân tích về mặt kỹ thuật ở đây, và chúng ta có thể đặt chờ ở quanh 75.8, 75 hoặc là quanh 75 khi có những cái điểm test kỹ thuật ở đây. Không bao giờ chúng ta nên đua giá xanh. AST thì trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích sóng hồi ở đây, vùng 64 trên 64 đạt rồi, và bây giờ cái câu chuyện là nâng target của em này lên vùng 69 đến vùng 7x. Ở trên góc độ kỹ thuật thì dòng tiền đang vào AST khá tốt, và đến thời điểm hiện tại ở đây thì chúng ta thấy rằng ở đây đây các anh chị là có những điểm mà cổ phiếu này đang đang test lại biên 64, thì kỳ vọng là AST sẽ test thành công ở trên biên 64 để đi về vùng 69 đến 70. Cổ phiếu này là cổ phiếu nắm giữ dài, chính vì vậy nên là các cái điểm mua thêm đó, ví dụ các điểm mua thêm ở đây sẽ dành cho các cái tài khoản của anh chị đang nắm. Chúng ta tập trung nói sâu một số các mã cổ phiếu, còn nếu mà thời gian không đủ thì chúng ta bỏ qua, và những mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới bản tin để Hùng có thể trả lời cho các anh chị. BVH xấu, trên góc độ kỹ thuật là em này test cung, và test cung ở đây là test vùng 60 bị thất bại thì xu hướng sẽ quay về vùng hỗ trợ sâu hơn 57.5. Chúng ta đi phân tích một số các mã của Mansan MSN. Thì bản thân MSN là trong bản tin tuần, ở những cái tuần trước đây thì Hùng đã có đánh giá về cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này ở vùng 95. Và từ vùng kháng cự này thì cổ phiếu đã chưa có thể đó, bắt đầu đi xuống, lầm núi đi xuống. Và với tín hiệu hiện tại thì cũng đã dự báo về việc là cổ phiếu này sẽ tạo nền tích lũy lại ở vùng 85 đến vùng 86.5 ở đây. Sang tuần thì cổ phiếu này theo như cái dự kiến về cái cách đi thì nó sẽ chưa bật ngay được anh chị. Nó sẽ có những điểm test lại đây. Thì chúng ta sẽ quan sát, có mua thì chúng ta sẽ mua ở vùng hỗ trợ. Chúng ta sẽ không mua ở những cái vùng kháng cự ở trên này. MML. Đó, MML thì đây, cái vùng kháng cự của nó này, vùng 54 đến vùng 55 đây các anh chị. Trong tuần là có một phiên đây, nó bull lên và sau đó thì nó lại về vùng kháng cự, vùng hỗ trợ.
thì cái cổ phiếu này nó có một đặc tính là mua ở hỗ trợ và một hai cây nến đạt vùng target thì chúng ta chốt luôn. Ở trong ngắn hạn thì MML sẽ quay về test cung lại ở vùng 5x50 đây, vùng này không gãy thì cũng sẽ căn cứ thực tế để có thể có thêm khuyến nghị mua hay không. Cổ phiếu MSR thì nó hay hơn, trong cái họ Mansan thì cũng rất thích cổ phiếu MSR, và cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia chiến đấu. Và mục tiêu thì đi về khoảng vùng 23 đến vùng 24, và trong tuần thì nó đi được đến vùng 23.5, gần xuyên soát vùng 24 thì đã bị chốt này. Đây là các lực chốt các anh chị bị chốt, và chính vì bị chốt nên là xu hướng sẽ quay lại về test nền. Quay lại về test nền. Test nền ở đâu? Vùng 20 đến vùng 20.8 thì chỉ có đơn giản như vậy thôi. Thì vùng này chúng ta lại quan sát để chúng ta mua, lên đến vùng này thì chúng ta túc tắc chúng ta lại bán đấy. Và những cái bản tin phân tích tuần thì gần như cũng đã phân tích cực kỳ là chi tiết, cầm tay chỉ việc cho các anh chị rất là dễ, và những nhất là đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì khả năng là kênh của chúng ta cũng là một trong những cái kênh mà có thể nói là view ở các cái mã cổ phiếu chi tiết ở trên thị trường. Cũng chưa nhìn thấy có cái kênh YouTube nào mà có thể phân tích chi tiết cặn kẽ từng cái điểm hỗ trợ, từng cái điểm kháng cự cho các anh chị như vậy. MVKG đến thời điểm hiện tại cũng là xấu, khi quay lại test cung ở đây vùng 133, vùng vẽ cái hình elip ở đây chính là cái vùng mà cần phải quan sát. Và trong tuần tới nếu như mà MVKG bị mất vùng 130 ở đây này, bị mất ở vùng 130 với lực bán mạnh, thì như vậy là nó sẽ quay về test cung ở vùng 123 đến 125. Tín hiệu trên tín hiệu ngày đang xấu, tín hiệu MAC xấu này, tín hiệu MAC xấu, tín hiệu dòng tiền cũng xấu, tức là tất cả đang cắm đầu như vậy, thì gần như là cái cơ hội mà để cho cổ phiếu phục hồi hoặc cổ phiếu đi mạnh gần như nó là không có. PNG, PNG cũng như vậy. Chúng ta nói đến một cái trạng thái ở vùng 83 đến vùng 85, khi mà cái mức độ dòng tiền nó đang lình chỉnh như này thì cổ phiếu thường các anh chị, thường nó sẽ tích lũy đi ngang. Và PNG thì cũng hoàn toàn tương tự như MVKG, nó đang nằm ở cái ranh dưới cái vùng biên tích lũy. Trường hợp nếu như PNG bị bán thủng vùng 83 thì các anh chị đang cầm PNG chúng ta sẽ chốt. Đó, chúng ta sẽ chốt, bởi vì như vậy là PNG sẽ có xu hướng bị đạp sâu, đạp xuống những cái nền hỗ trợ thấp hơn. Rồi chúng ta đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa Bình Minh BMP. Thì cái target của Bình Minh 64/64 là đã đạt được rồi, và trong tuần thì Bình Minh có những cái điểm đánh lên vùng 66 để hút dòng tiền, nhưng những cái điểm đánh này nó bị thất bại. Về mặt lý thuyết, đấy là những điểm hỗ trợ của Bình Minh ở quanh vùng 62, thì xu hướng hiện tại là Bình Minh sẽ quay về test lại cung ở vùng 62. Đây anh chị sẽ quay test cung ở vùng 62. Vùng này không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại trên 300 đến 400 nghìn một phiên, thì khi đấy chúng ta có thể canh để chúng ta mua lại Bình Minh. Ba con A thời điểm hiện tại thì nó đang lình xình, tức là nó lình xình chung với sàn hốt thôi. Hỗ trợ của nó ở đây vùng 17 đấy các anh chị, 14, vùng 14 đến vùng 14.14. Đúng rồi, hỗ trợ của Bao Na ở vùng 14. Và hiện tại thì sóng này nó cũng chưa khỏe, nên là tạm thời thì đó, chúng ta đang có vị thế của cổ phiếu Bao Na. Thì cái phương pháp T0 trên tài khoản, nghĩa là chúng ta có 1.000 cổ phiếu Bao Na thì chúng ta đặt chờ mua ở những cái vùng hỗ trợ này. Và trong phiên đấy, ví dụ trong phiên nó có những cái điểm bull lên từ vùng 14, ta mua được ở vùng 14.2, lên được khoảng vùng 14.5, 14.6 ta bán. Đấy, thì đấy là cái cách đánh T0. Và tạm thời thì thị trường như hiện tại thì chỉ có cách đánh đấy là hiệu quả thôi. Cổ phiếu DAG thì cũng đang tính toán một bài toán lướt lát T0 từ vùng 6.35 đến vùng 6.4 là vùng hỗ trợ, và vùng kháng cự ở đây, vùng 7 đến vùng 7.2 canh chốt. Chưa có nhiều dư địa. PLP cũng là một cái mã rất là hay. Và hiện tại thì chúng ta cũng đang phân tích một cái sóng lên. Đây, một cái sóng lên của PLP từ vùng hỗ trợ đây là vùng 8 đến vùng 8.5, sau có những điểm test cung ở vùng 9. Từ đây thì đánh lên vùng 10, và từ vùng 10 này thì nó sẽ có một cái biên ở đây là khoảng vùng 9.6 đến vùng 10.
hỗ trợ 9.6 và kháng cự 10 thì chúng ta có thể đặt chờ. Các anh chị có vị thế rồi thì đặt chờ mua ở vùng 9.5 đến 9.6, lên đến vùng 10 cộng thì bán. Và trong nhịp này thì đang kỳ vọng là sẽ đánh lên vùng 11. Z và sau đó sẽ là các mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ. Ở Z đến thời điểm hiện tại các anh chị, tức là mắt đã ghét, chúng ta xây ở đây là vùng 6x, sau đó những cái điểm test cùng nó thất bại. Thì Hùng lấy cái vùng 55 làm vùng hỗ trợ của em này, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là vùng 55 này thì em ấy đang cũng có những điểm hồi hồi lên được đâu đó đến vùng 57 đến 58 thì bị đạp lại, và đây đang là những cái dấu hiệu mà những anh chị đang cầm J phải chú ý. Trường hợp nếu như J bị out ra khỏi cái hình elip ở đây, cứ bị bán đạp cái xuống đó, thì như vậy là J sẽ bị giảm giá mạnh ở sau đó, và xu hướng đi test cung lại ở những vùng sâu hơn ở dưới này, đó là khoảng vùng giá 47 đến khoảng vùng 48. Như vậy là J bắt đầu chúng ta có một cái kịch bản gọi là kịch bản sóng xuống của J. Bên này chúng ta phân tích một kịch bản sóng lên, và đây thì đang có xu hướng phân tích một kịch bản sóng xuống, anh chị chú ý như vậy. FPT trong một tuần thì gần như FPT cũng chưa break được cái vùng kháng cự mạnh là vùng 8x, và đi tích lũy đi ngang ở trong biên 75 đến 76.5. Trên góc độ lý thuyết thì vùng 75 vẫn được giữ thì chúng ta sẽ giữ lại cổ phiếu. Ngược lại nó bị phá thì chúng ta té, tạm thời té và chúng ta chờ một cái cơ hội mà để nó bật trở lại ở vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ gom hàng sau. Ở cổ phiếu DigiWorld đến thời điểm hiện tại là đã chính thức là đạt cái target, mục tiêu đó là vùng 100 trên 100. Và sau khi đạt cái vùng này ấy, thì cũng có thêm những cái đánh giá là cổ phiếu này sẽ có xu hướng test lại biên ở đây, và đã vẽ cái biên 97.5 đến biên 100. Và phiên test chính là phiên phiên test mạnh nhất chính là phiên ngày hôm qua. Ông lao về trong vùng hỗ trợ xong đó ông kéo lên, và phiên ngày hôm nay là phiên xác nhận lấp lại cái gap ở ở phiên ngày thứ 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 thứ, thứ năm đó, và tiếp tục đi lên. Thì với động thái hiện tại của DGW thì xu hướng sẽ đánh lên khoảng vùng 120. CMG trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều dư địa, vùng hỗ trợ 33 đến vùng 33.5, đây là vùng hỗ trợ cổ phiếu, có mua thì mua ở vùng này. ICT sau hai cây đánh trần thì nó cũng đã bị trả lại về nền, và nền hỗ trợ của cổ phiếu này 21 đến vùng 22, vùng hỗ trợ sâu của ICT ở vùng 20 thì chúng ta lướt lát các anh chị, vùng hỗ trợ chúng ta mua, và khi cổ phiếu tăng lên được 5-7% thì chúng ta bán, và chúng ta đánh ở trên cái lượng mà chúng ta đang nắm. Cổ phiếu ITD là mã cổ phiếu về chúng trong nhóm ngành này, và ở trên góc độ kỹ thuật thì trong tuần là em này em đã làm ba cây CE, và đến cây thứ ba thì đổ bởi một cái lực chốt lãi. Đây, hôm nay cũng không, tức là phiên ngày thứ năm là bị chốt, không không giữ được. Về mặt lý thuyết thì cổ phiếu này nó chạy hơi nhanh nên nó sẽ quay lại về test lại vùng biên, và cái vùng biên của nó là biên 12, biên 12.5. Cổ phiếu này thì chúng ta sẽ xem ở trên trend tuần. Đó, trên trend tuần, và đang kỳ vọng đây là một uptrend trung hạn. Từ những cái vùng mà chúng ta phân tích ở thấp thấp ở dưới này. ITD nếu chính xác là chúng ta bắt đầu phân tích ở vùng 9. Đó, ở vùng 9 mà khi mà nó đánh lên được đến khoảng vùng 18 chẳng hạn, như vậy là nhân đôi, đó, nhân đôi lên 16, tức là chúng ta cứ chậm rãi thôi. Và cũng đang kỳ vọng đây là một uptrend trung hạn. Giống như con Park này. Đúng không nhỉ? Đấy, con Park này, đó, chúng ta nhìn ở trên trend tuần đó. Ở từ những cái vùng ẩm ương 20 như thế này chúng ta phân tích này, và nó cứ tích tắc nó đi, nhưng mà nó đi rất là dài, nhưng nó đi chậm đấy, cái chính là nó đi chậm, nhưng mà từ 20 mà nắm giữ mà lên đến 40 tức là cũng 100% trong vòng 2 năm đấy, ví dụ như vậy thì nó cũng là hợp lý, đúng không các anh chị? Mỗi năm được 50% làm gì cho nó lại gửi ngân hàng trong vòng 10 năm mới được như thế. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích qua một số các mã cổ phiếu. Novaland hiện tại chưa có gì đột biến,
Đấy, không có điều gì đột biến. Hỗ trợ ở vùng 77 đến vùng 78 và kháng cự ngắn ở đây trên cái hình mũi tên xanh này ở vùng 82.5, tức là nó đang vận hành theo cái hình sin ở trong cái đoạn ngắn này. Thì nếu mà anh chị mà đánh thì đánh trong cái vòng đấy. Cô tích công chúng ta cũng đang mô phỏng cái hình đi của cô tích công, nhưng cô tích công chính thức là test lại cái cung 72 này, các anh chị chú ý. Phiên ngày thứ hai nếu cô tích công vẫn ở trên 72 thì ổn, gãy 72 là xấu, tức là nó sẽ có xu hướng đi về những cái vùng tích lũy sâu hơn, đó là khoảng vùng 68, thậm chí nếu mà phái sinh bị sọt thì có thể là vùng 64 đến vùng 65. Em HTN ở đây, HTN trong tuần cũng chính thức là target 45 trên 45 đạt, và sau khi đạt target này xong thì cổ phiếu đã bị chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Về mặt lý thuyết thì cổ phiếu sẽ đu về lại đâu đó khoảng vùng 38 đến khoảng vùng 39 hợp lý. Về đến vùng này gặp hỗ trợ và lại xuất hiện những cái cây nến doji chẳng hạn ở đây đảo chiều xu hướng thì chúng ta lại canh mua, chúng ta lướt. Ở HDC trong thời điểm hiện tại đang tiệm cận vùng kháng cự ở đây vùng 43 đến vùng 44.5, anh chị có hàng canh chốt. Thì cái phương pháp chốt như nào thì thông thường về đến vùng kháng cự đó thì cũng sẽ chọn chốt khoảng tầm 30 đến 40% đó, sau đó thì chúng ta quan sát tiếp. Trường hợp nếu cổ phiếu break 45 và sau đó test lại 45 không gãy thì chúng ta chấp nhận mua lại cái số đấy với giá cao hơn, nhưng ngược lại nếu cổ phiếu bị đạp mạnh thì chúng ta ra nốt hàng còn lại. Vậy là chúng ta phương pháp đó để giúp chúng ta dò tìm đỉnh các anh chị, không ai biết đâu là đỉnh cổ phiếu á, nhưng mà chúng ta sẽ dò tìm đỉnh rồi. Cổ phiếu HDG, bản thân HDG thì Hùng cũng đang quan sát và nhìn thấy ở đây là vùng 44 đến vùng 45 là kháng cự, và đã có hai phiên mà cổ phiếu này không có xu hướng vượt qua được, thì cái cách thức là chúng ta sẽ vùng kháng cự chúng ta bán bớt một phần, và các anh chị sẽ quan sát giúp Hùng ở cái vùng 42 đây, cái điểm dưới của Elite. Nếu như cái vùng 42 này mà bị phá thì các anh chị cũng có thể ra nốt, bởi vì khi cái vùng 42 bị phá thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng bị kéo kéo xuống những cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Cổ phiếu HBC ở thời điểm hiện tại thì trong tuần cũng đã có những điểm bull lại ở vùng kháng cự 18.5 đến vùng 19. Đây là những vùng kháng cự về đây thì bị đổ, lực cầu nó chưa thực sự khỏe để kéo cổ phiếu đi tiếp, thì cứ về đến vùng kháng cự ấy, ta tạm thời chốt. Một số anh chị có hỏi Hùng là có mua lại được không, thì quan điểm của Hùng quanh vùng 17.5, tức là mua lại với điều kiện là chúng ta có cổ phiếu các anh chị nhé. Nếu mà chúng ta không có cổ phiếu thì những cái điểm lướt lát này của chúng ta không thực sự hiệu quả, nhưng chúng ta có cổ phiếu chúng ta đặt mua hỗ trợ, sau cổ phiếu hồi lên T1 T2 chúng ta bán cái phần chúng ta mua đi. Ok, VCS VCS là cũng đang đang đi về cái vùng ở đây này, vùng kháng cự 90, và khả năng với xu hướng hiện tại thì VCS cũng có thể đi được về vùng 90. Vùng hỗ trợ của VCS ở 85 đến 86.5. Ở CRE vùng hỗ trợ của nó ở đây 23 23.5, thì CRE thì chúng ta có thể canh mua thêm. Ở vị thế khi cổ phiếu chạm hỗ trợ và kỳ vọng trong nhịp này đánh về vùng 26. CCL hỗ trợ ở đây hay rồi, đây đẹp rồi, 12.7. Như vậy là CCL đang có một cái điểm hỗ trợ khá là đẹp ở đây 12.7 đến 12.6. Vùng này các tài khoản chúng ta đang cầm CCL sang tuần tới, ở thị trường mà đồng thuận thì chúng ta có thể canh mua thêm ở vùng này để chúng ta lướt lướt T C2. C2 phiên kết tuần khá là tốt, và đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang mô phỏng cái hình đi của C2 tương đối là chuẩn. Đặc biệt là cái vùng hỗ trợ của nó là ở đây 21 đến vùng 21.5. Tuần cũ thì nó từ vùng này, và dự kiến từ vùng này thì cổ phiếu sẽ bật lại. Kháng cự của nó ở đây 23.5, phiên kết tuần thì tương đối là đẹp. Khả năng sang tuần sau thì nó sẽ nhu thêm một cây nến nữa, thì có hàng thì các anh chị của ta cũng canh chốt, bởi vì theo như Hùng nhận định thì tuần tới sẽ là tuần không không thực sự là tích cực, hơi xấu, nhìn góc độ tiêu cực nhiều hơn là tích cực. KDH nó cũng đang có những cái dấu hiệu mà vi phạm, thực tế là chưa vi phạm, nhưng nếu sang tuần tới cổ phiếu này bị mất cái mốc hỗ trợ 31 ở đây thì như vậy là nó sẽ quay về nó test lại vùng nền thấp hơn,
Và vùng nền này dự kiến ở khoảng vùng 28 đến vùng 28.5, vùng 29. Cổ phiếu C32. C32 thì đây cũng không có gì đặc biệt, vùng kháng cự của nó ở đây anh chị 28.5 và hiện tại thì đã bị, trong tuần thì đã bị dội lại. Hỗ trợ của nó vùng 26.5 và khả năng cao thì C2 sẽ có những cái điểm test cung ở vùng 26.5 trước khi có một cái lực bật lại. SEO ngày hôm nay giao dịch tương đối tốt, và cái cách mà chúng ta mô phỏng cái đường đi của SEO đến thời điểm hiện tại là khá là ổn định ở đây. Khi mà trong bản tin tuần video số 143 thì cũng có view cái điểm hỗ trợ của SEO khoảng vùng 10.2, và từ vùng 10.2 này thì có thể đánh bật lên trong một cái biên 11.5 đến vùng 12, và phiên kết tuần thì nó đóng ở vùng 12.1. Tuy nhiên với xu thế hiện tại chung của thị trường thì khả năng tuần tới SEO sẽ có những cái điểm test cung ở đây, và những cái điểm test cung đó không gãy 11.5 thì các anh chị của chúng ta có thể mua thêm SEO, tức là mua thêm các anh chị nhé, không phải mua mới nhé, mua thêm nó khác mua mới. Mua mới là mua mới tính kính con, còn SEO chúng ta đang phân tích một cái điểm sóng lên ở đây thì chúng ta có thể đang có vị thế thì chúng ta có thể mua thêm trong những cái điểm test cung đó, với một mục tiêu trong nhịp này SEO có thể đánh lại về vùng 13 cộng. Đất xanh DG, ở đất xanh các anh chị có thể nhớ lại trong cái bản tin mình có phân tích tuần tuần trước ấy, khi mình nói đến câu chuyện đất xanh, tức là khả năng cao thì đất xanh sẽ có những cái điểm test lại cung, và trong tuần thì chính thức là đất xanh test cung nhưng nó đã bị thất bại 22.5. Về mặt lý thuyết là vùng 22.5 gãy là bị thất bại, và trong tuần tới ở khoảng vùng 21.5, tức là trong cái hình elip này, nếu như mà bị bong ra khỏi hình elip này ở phía dưới là xấu, và khi cái tín hiệu này được xác nhận thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng quay về nền, và quay về đâu thì cũng sẽ phân tích tiếp trong các cái bản tin trong ngày. LDG nó cũng chạy khá song trùng với đất xanh, chính vì vậy nên đất xanh mà bị ảo ngương thì con này nó cũng không chạy được. Và cái mô hình của cổ phiếu LDG đi thì nó cũng chưa có gì đặc biệt. Từ đây ạ, vùng 6.65 thì lên được đến khoảng vùng 7.5. Xong lại test cung ở đây vùng 6 chấm, test cung ở vùng 7 không gãy thì lại kéo lên tiếp. Và bây giờ thì với tình hình hiện tại thì xu hướng cao là tiếp tục quay về lại test cung ở vùng 7 LDG. DG DG thì cái vùng kháng cự dài của nó ở đây, vùng 34 các anh chị nhìn đây vẫn dài lắm, chưa có đủ động lực để vượt qua đâu. Nó đang quay lại test nền ở vùng 29.5 đến vùng 30, và các anh chị cũng có thể quan sát kỹ cái động thái của em này ở vùng 29 đến vùng 30 đây. Gãy nhá, nếu mà gãy vùng 29.5, gãy vùng 29.5 thì chúng ta cũng nên chốt. Bởi vì như vậy thì cổ phiếu sẽ có xu hướng quay về nền hỗ trợ sâu hơn. Và nền hỗ trợ sâu hơn của nó đó là vùng 24 đến vùng 25. Dòng tiền đang cắm đầu này, dòng tiền đang cắm đầu này. Thông thường những mã cổ phiếu mà dòng tiền cắm đầu đi xuống, dòng tiền cắm đầu đi xuống thì chỉ có như nào các anh chị, chỉ có chỉnh giảm thôi. Đây ví dụ, đây cái này nó hơi khó vẽ, đây ví dụ đây. Đấy. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó, bắt đầu từ những cái điểm này là ông này ông chỉ có giảm thôi. Thì đây cũng đang là trên đà, và tín hiệu đường MACD đang chuyển chuyển pha. Đấy là những cái tín hiệu cảnh báo cho các anh chị đang cầm cổ phiếu. Fecom đến thời điểm hiện tại đây, vùng kháng cự của nó đây ở vùng 14. Ở trên góc độ kỹ thuật mà Fecom không bị gãy vùng 13 thì cái cơ hội để em này em ấy đánh lên một nhịp nữa, tức là quanh vùng 13.5 đến vùng 14, nôm na là vùng này, chúng ta mang hàng là chốt, chúng ta đừng có mua ở vùng này nữa, đúng không ạ? LCG đang vận động ở trên vùng 16 cộng, và đây cũng là một cây nến cảnh báo đến cái sự an toàn của cổ phiếu này. Trường hợp nếu phiên ngày thứ hai tuần tới cổ phiếu bị mất vùng 16 trên một cây nến ngày xác nhận thì đấy là tín hiệu mà ai đang cầm thì chúng ta phải bán ra. Nha, nhịp xổ số, nhịp xổ số này thì gãy 30 các anh chị bán. Bây giờ hiện tại là nó đang bị như thế này, là chắc là lái đang 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 phân phối hay là mua từ tài khoản này bán từ tài khoản kia thì cũng rõ lắm, nhưng mà như thế là không ổn nữa rồi.
Cái cổ phiếu này thì đánh nó cũng dễ thôi, tức là chạm hỗ trợ thì chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán được 5-7% chúng ta bán. Và hỗ trợ của nhịp này đó là quanh vùng 20 các anh chị nhé. Nhà Từ Liêm đây vùng giá mục tiêu đặt ở 29 nhưng mà suýt soát đạt 29 thì bị đổ. Và cái vùng của nó ở đây là vùng 26 thì trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu nhà Từ Liêm. Trường hợp nếu cổ phiếu này bật tăng trở lại ở đây thì những tài khoản nào đang có thì chúng ta nắm, còn gãy vùng 26 thì chúng ta sẽ canh chốt. Bởi vì khi gãy vùng này thì chắc chắn cổ phiếu sẽ về ở những vùng hỗ trợ sâu hơn, và vùng hỗ trợ sâu thì có thể tính toán ở vùng 21.5 đến vùng 22. Rồi chúng ta đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Thì trong tuần vừa qua nhóm ngành dầu khí đã có một cái sự tăng điểm rất là tốt, và trong các cái bản tin phân tích tuần thì cũng có đề cập đến cái giá dầu. Thì giá dầu hiện tại là sau khi mà nó test biên vùng 59 đến vùng 60 thành công ở trong tuần thì nó đã quay trở lại với một cái biên độ tăng rất là tốt. Chính vì vậy đây cũng là những yếu tố ủng hộ cho giá dầu. Tất nhiên đấy chỉ là yếu tố về ngoại biên, còn xét về nội tại của nhóm ngành dầu khí thì nó như thế nào, và chúng ta đang phân tích một sóng lên của nhóm ngành dầu khí hay sóng xuống, thì các anh chị chúng ta sẽ view lần lượt các mã cổ phiếu. Đối với chỉ số đối với cổ phiếu gas đúng không ạ, chúng ta đang phân tích một sóng lên, chúng ta đang phân tích một sóng lên, và sóng lên nó bắt đầu bắt nguồn từ chỗ nào các anh chị? Đây bắt nguồn từ đây. Phiên ngày 29 tháng 1 là phiên mà Hùng có nói với các anh chị rồi, chúng ta ra bản tin video tuần số 141. Bản tin tuần 141 là bản tin cực kỳ quan trọng, bản tin mấu chốt trong cái việc chúng ta đánh giá định lượng xu hướng của toàn bộ thị trường, toàn bộ nhóm ngành bắt đầu phân tích một sóng hồi, bắt đầu phân tích một sóng hồi. Các anh chị có thể xem lại những cái gì Hùng đã nói có đúng có sai, có đúng có sai các anh chị nhá, nhưng những cái gì sai thì chúng ta sẽ lấy cái sai đó ra để chúng ta ghi chép lại vì sao chúng ta sai. Cái câu chuyện đấy là chúng ta cần trả lời được vì sao chúng ta sai, chúng ta sai ở đâu, chúng ta sai ở điểm nào, để làm gì, để làm sao chúng ta không bị vấp vào cái điểm sai đấy đó, chứ không phải là chúng ta sai xong rồi chúng ta đưa ra để chúng ta đi phê phán, để chúng ta đi bêu dọi người khác, không có những câu chuyện đó. Và bản thân Hùng Lê cũng như vậy, Hùng Lê chưa bao giờ thì nói xấu bất kể một ai cả đó. Hùng chỉ xem các anh chị giỏi hơn Hùng Lê, Hùng chỉ xem những cái người thầy Hùng Lê họ nói những cái gì, sau đó Hùng sẽ đi tìm những cái nguồn kiến thức đó để mình xem các anh ấy nói như vậy đúng hay sai, nó có phù hợp với quan điểm của mình không, nó phù hợp mình mang về mình dùng đó, để mình tư duy, mình trau dồi thêm cái nền tảng kiến thức của mình. Và khi mình trau dồi thêm được cái đó rồi thì mình làm gì? Mình đi nói lại với những người khác đó, câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy đó. Chứ các anh chị cũng đấy, nên là quan điểm của Hùng như vậy, rất mở, rất open, rất là happy, và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện, không ai có thể cản đường những cái gọi là những cái bản tin phân tích định lượng tuần của chúng ta, và không ai có thể cản đường được những cái việc mà chúng ta đang làm, bởi vì những cái việc của chúng ta đang làm là những việc có ích. Đó, có ích cho những nhà đầu tư mới. Đó, những anh chị siêu sao rồi thì có thể cũng không cần, những nhà đầu tư mới cũng tin rằng chắc chắn người ta sẽ rất cần những bản tin tuần cùng đây đó, để mọi người biết được về đấy kháng cự rồi không mua nữa, về hỗ trợ chúng ta có thể mua đó. Thì đối với gas này đấy này, cái vòng cung này là vòng cung rất là quan trọng, và những cái điểm hỗ trợ tuần trên bản tin tuần video số 143 vùng 87.5 đã phát huy tốt, và trong tuần vừa qua thì gas đang ngồi lên được trên cái vùng 90. Đấy chính là cái vùng giá mục tiêu trong những cái phạm gọi là trong cái mục tiêu mà chúng ta phân tích một sóng lên. Và sau đó thì có những phiên test khá là đẹp, và cùng với sự đồng thuận của dầu giá dầu thế giới thì đã đưa gas tăng. Và mục tiêu thì gas có thể cán 95 ở trong nhịp này, và đây là vùng kháng cự các anh chị nhá. Chúng ta đang có hàng chúng ta chú ý. PLX hiện tại đã vấp phải một cái vùng kháng cự tương đối mạnh. Tương đối mạnh các anh chị, vùng 59 đến vùng 60. Đây các anh chị này, đấy vùng 59 đến vùng 60 ở đây. Không kéo lại nữa, kéo cái hình này đi nó mệt lắm. Đấy thì ta cứ để đằng này ta dám sang. Thì đến cái vùng này ai có hàng thì chúng ta sẽ chốt bớt, bởi vì chúng ta sẽ không biết đâu là đỉnh cả. Và khi nếu như trường hợp PLX bị bán gãy 58 này, chúng ta chốt một phần. Và cái điểm điểm gọi là điểm hỗ trợ cuối cùng, cái điểm chốt hạ cuối cùng, nếu PLX bị phá vùng 56, chúng ta ao hết hàng, như vậy là chúng ta rất là trọn vẹn. Ok.
Hai cái mã cổ phiếu này cũng sẽ phân tích được. À thôi, phân tích mã ba con đồng là ba con gọi là ba con ngựa chiến trước. Tại sao Hùng lại gọi ngựa chiến? Bởi vì trong cái nhóm P ấy, là Hùng phân tích và Hùng khuyến nghị các anh chị nên đầu tư 6 mã cổ phiếu. Thì ba mã này là ba mã ngựa chiến đầu tiên, đó là mã cổ phiếu PVS. Thì PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta phân tích một sóng lên và sóng lên. Trong bản tin tuần cũ thì chúng ta đang nói đến cái vùng kháng cự 23, và phiên giao dịch ngày hôm qua là một phiên chính thức xác nhận một cái lực cầu rất nhanh. Trong những phiên gần cuối ATC thì tiền đổ vào PVS ầm ầm và đã kéo cổ phiếu này break vùng 23. Và phiên ngày hôm nay thì đây là một phiên điểm test khá là tích cực, vùng 24 đến vùng 24.5. Xu hướng tuần tới PVS sẽ test cung lại, chưa chạy được luôn, khả năng Hùng đoán là chưa chạy được luôn vùng 24 24.5 với một mục tiêu trong nhịp này đánh chạm khoảng vùng 26.5. PVD con ngựa chiến thứ hai thì PVD là yếu hơn với PVS, nhưng trong tuần này thì cổ phiếu này phiên kết tuần thì cũng đã break vùng 24. Khả năng trong tuần tới sẽ có những điểm test cung ở quanh vùng 24.5 đến vùng 24.6 với một mục tiêu. Ở nhịp này thì PVD có thể đi về vùng 26.5 đến khoảng vùng 27. Đây, khoảng cái vùng trên này. PVT cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư, ba con đầu ngành đầu tiên, ba con ngựa chiến đầu tiên. Thì trong tuần này thì chính thức là em này đang tiệm cận lại về vùng giá mục tiêu 18.5 đến vùng 19. Sang tuần khả năng cao thì nó sẽ đi về vùng 19 cộng và 19.5. Đây là vùng cành chốt kệ nó. Nó lên tiếp thì là của người khác, mình ăn cái khúc dưới này thôi anh chị. Và cái điểm hỗ trợ mà Hùng có nói đến ở đây vùng 17, và chúng ta phân tích một cái sóng lên của PVT cũng bắt nguồn từ khoảng vùng 15. Đó, lên đến vùng 19, ngon rồi. Chốt. Ba em ngựa chiến tiếp theo ở xu hướng cấp 2. Và đến ngày hôm nay thì POV kép cũng đã chính thức lên đường. Bản thân thì rất nhiều những anh chị em cầm POV kép sốt ruột lắm, nhưng mà có một cái quan điểm xuyên suốt đó là hỗ trợ chưa bị gãy thì chúng ta tiếp tục cầm và hỗ trợ 12.5. Đây các anh chị nhìn này, 3 tuần ông ấy đi vòng vo ở đây, và 3 tuần ông đi vòng vo ở đây thì nó cũng rất là ok ở đây rồi, và phiên ngày hôm nay đã break lên. Đẹp nhất thì sang tuần nó sẽ test lại quanh vùng 13.2. Đó, quanh vùng 13 trước khi mà POVK có thể cán về vùng giá mục tiêu tiếp theo, đó là vùng giá 14. Đó, vùng giá 14 ở đây chính là chúng ta mô phỏng một cái mô hình sóng lên, đây là một cái mô hình sóng xuống và đây là một mô hình sóng lên. Mã cổ phiếu thứ hai OI, đến thời điểm hiện tại thì nó cũng quá là kinh khủng. Và đây chúng ta phân tích một sóng lên của OI. Đó, đây ví dụ này, các anh chị xem lại những cái bản tin tuần cũng có đánh giá này, cái vùng hỗ trợ của OI ở 11.5 này đi ngang chi 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 chi, từ vùng này thì chúng ta kỳ vọng lên vùng 12.5, vùng 12.5 thoát biên thì đi. Và với cái cách đánh của OI hiện tại thì OI có thể đánh lên vùng 16 cộng ở trong tuần mới. Các điểm mua thì bây giờ thì chịu, các anh chị hỏi Hùng có mua được không thì Hùng bó tay. BSR cũng rất là đẹp, và các anh chị có thể xem lại trong bản tin tuần video 144 thì Hùng có đánh giá rằng BSR hiện tại đẹp vô cùng ở vùng giá 12, vùng 11.9 đến vùng 12, đó là khi mà cổ phiếu này có những cái nhịp nhún, tức là khi nó chạm về kháng cự 13 thì nó có những cái nhịp nhún, và những cái nhịp nhún này nó chỉ về được 11.9 thôi, nó không gãy được cái mốc này. Và bản và gọi là cái bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ phiên giao dịch thứ hai đầu tuần, BSR đã break vùng 13. Sau đó này, đó, đi rất đẹp, và bản thân cái cổ phiếu này thì cũng đang mua dần lên 13 đến vùng 14, 13.5 đến vùng 14 nha, nó đi test hai phiên này. Thì bây giờ nó piu lên một phát thế này thì theo Hùng dự báo thì vùng 15.5 đến vùng 16 nó sẽ test thêm 1 đến 2 phiên nữa trước khi mà nó có thể đi nhịp này, đang kỳ vọng BSR sẽ đi về khoảng vùng 18. Rất đẹp. Thì đấy là 6 con ngựa chiến trong nhóm P, sau đó thì có con PET. Con PET thì Hùng có nói rồi, em này đầu cơ đánh hơi nháo. Nhưng mục tiêu của nó thì nó sắp đạt được rồi, nó sẽ đánh về khoảng vùng 2x. Và về đến đây chốt được rồi các anh chị. Đây các anh chị nhìn này, đó, nhìn xa trông rộng là nó đánh từ vùng 14 về đến vùng 20, 6.000. 6 trên 14 bao nhiêu phần trăm? 6 trên 14, úi cha,
42% cơ, sao nhiều thế? Chia có bị sai không nhỉ? 6.000. Bởi vì từ đây nó bắt đầu phân tích một sóng lên của Pet. 42% cơ. 6 trên 14. 42% các anh chị, đúng thật 42%. Làm gì cho nó lại ạ? 30% là đã chốt tưng bừng rồi, bây giờ đi từ vùng dưới này và chúng ta cũng mô phỏng của sóng lên của Pet đến vùng 20. Đạt được một cái tỷ suất lợi nhuận 42% không chốt mới là lạ. Cổ phiếu PXS thì nhịp trước là một số các tài khoản ta đang bị kẹp lại, nhưng đến thời điểm hiện tại nó đánh như thế này khá là ok rồi. Thì bản thân PET này cũng đang mô phỏng một cái sóng lên đây anh chị. Sóng lên này chạm về vùng biên trên, đó là biên 7.5, thì nó test lại và có đánh giá cái vùng hỗ trợ 6.85 trên bản tin tuần. Rất đẹp này, không gãy này, không gãy. Và mấu chốt vấn đề thì kết tuần là em ấy đã break vùng 7.5. Và như vậy thì có thể phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba kỳ vọng nó test lại cung ở quanh vùng 7.5. Nó nhả lại một ít ở đây trước khi có thể kỳ vọng trong nhịp này là đánh về khoảng vùng giá 8.3 đến khoảng vùng 8.5 các anh chị, 8.5. Và như vậy kết hợp với những cái điểm mua gọi là mua chém cá ở trên thớt ở đây thì bây giờ gần như các tài khoản đang cầm PXS là đang lãi hết rồi, không có lỗ nữa. Đó, không có lỗ nữa. Ok, sang nhóm banh và nhóm chứng khoán. Thì cái câu chuyện mà sàn hốt nó liên tục bị lỗi, nó dẫn đến một cái lực đi của các nhóm ngành nó bị hạn chế và nó đi không đúng cái cung cầu. Chính vì vậy nên là VN Index trì trật mãi vùng 1.185, vùng 1.190 điểm, không thể đi nổi nữa. Thì đấy là một phần nó do cái câu chuyện lỗi của hệ thống, nên là cái tâm lý nhà đầu tư nó không ổn định. Rồi cái thứ hai nữa là dòng tiền đi nó không chuẩn, nên là dẫn đến nhiều cái hệ lụy lắm. Nên là rất là chán trong cái thời gian vừa qua, sàn hốt bị liên tục bị lỗi. Bit các anh chị này, bit là chúng ta kỳ vọng bị sai, bản thân bị sai. Vì sao sai thì các anh chị có thể xem lại bản tin tuần cũ. Chúng ta kỳ vọng bit đi về vùng 45 đến vùng 46 rồi mới chỉnh kỹ thuật, nhưng trên thực tế là ông này ông ấy đi được đâu 44.6, tức là phải 0.5 nữa thì mới đi được vào cái biên này. Và sau đó test cung bị lỗi và nó đi về vùng hỗ trợ lại vùng 42.5 ở đây. Thì trang sang tuần tới thì cái vùng 42.5 nó vùng 42 nó rất là quan trọng anh chị. Nếu vùng 42 bị phá thì nó sẽ là xấu đối với mã cổ phiếu VIP, các anh chị chú ý giúp Hùng. Vietcombank. Rồi Vietcombank ở đây trong cái kỳ vọng của chúng ta, Vietcombank đánh chạm 100. Đây những điểm test cung và Vietcombank cũng đang test lại vùng 95 đến vùng 96. Và hoàn toàn tương tự BIT, nếu Vietcombank bị phá vỡ vùng 95 thì tín hiệu đấy là tín hiệu rất xấu đối với ngành banh nói đối với Vietcombank nói chung và nhóm banh nói riêng. Bởi vì những cái con lít dòng hoặc những con dẫn dòng mà nó bị phá hỗ trợ thì nó rất là xấu. Công thương CTG, bản thân CTG thì cũng có một cái quan điểm nhất quán rồi. Vùng 39 là vùng kháng cự thì vùng này chúng ta chỉ có chốt cổ phiếu thôi. Chúng ta không mua cổ phiếu ở những cái vùng kháng cự. Ok. HD Bank và VBank. HD Bank tuần qua thì cũng đã có những cái điểm break lên, nhưng những điểm break này thì nó cũng đã đi vào về những cái vùng 27.5 là những vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu. Nên là hai phiên kết tuần là bị đạp lại, thì những cái phiên đạp này thì nó lại đưa cái cổ phiếu này về lại vùng biên 25.5 đến biên 26. Thì các anh chị có thể quan sát thêm, biên 25.5 này bị gãy thì xu hướng cao là sẽ test lại vùng 25. Nhưng nhìn ở trên góc độ ngắn hạn thì gần như là banh sẽ test lại cung. Banh sẽ test lại cung. Ở VPBank thời điểm hiện tại vùng kháng cự mạnh của nó ở vùng 41 đến vùng 42. Cao hơn một tí thì là vùng 43. Nôm na ở vùng này thì cũng như vậy. Vùng này thì quan điểm của Hùng là có hàng thì chúng ta mang ra tán, chúng ta không có mua. MBB đang test cung này, và những điểm test này là cũng ngấp nghé cái vùng 27, chính là cái vùng đệm rất là quan trọng của cổ phiếu. Ở vùng 27 mà bị
out vùng 327 mà bị out là MBB tương đối xấu. Nói chung là cứ cổ phiếu mà phá hỗ trợ là xấu, và vùng 27 là vùng mà chúng ta đặc biệt lưu tâm đến trong bản trong cái tuần giao dịch mới. Ở trường hợp bị mất vùng này, anh chị đang cầm MBB chúng ta cũng chốt. TCB, ok đây các anh chị, TCB vùng 39 đến vùng 40 cũng là vùng kháng cự. Thì TCB có một cái mốc ở đây 38, không gãy 38 thì chúng ta có thể ôm hàng, gãy 38 thì thôi chúng ta cũng chào tạm biệt. ACB thời điểm hiện tại ở đây rồi, ok ACB thì theo Hùng là xu hướng nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.2 ở đây, ở vùng này trước khi mà nó hồi phục bật quay trở lại đối với ACB. TP Bank TP Bank đây vùng kháng cự, đây vùng kháng cự 29.5 đến vùng 30, vùng này mang hàng ra chốt các anh chị. TP Bank thì nó đang test lại vùng 28 thì vùng 28 này sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ của nó, và chúng ta cũng phải đặc biệt lưu tâm đến câu chuyện là sang tuần tới cái vùng 28 cộng này phải được giữ, còn gãy 28 thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ chủ động để chúng ta ra hàng. Đó, tiền về tài khoản của chúng ta mới là tiền của chúng ta, còn tiền mà trong cổ phiếu chỉ là tiền tạm tính thôi các anh chị, nó không phải của chủ chúng ta đâu. FTB ở đây vùng hỗ trợ 18-18-2, vùng kháng cự vùng 19-19-5 đến vùng 20 không có gì thay đổi, và dự kiến thì FTB khi có những cái điểm chạm về đây thì sẽ có những cái điểm hồi phục bật lên, và hiện tại thì nó đang vận hành trong một cái biên hẹp như vậy, chưa có nhiều động lực, bởi vì các cái mã cổ phiếu lead ngành ấy, lead dòng ấy, nó đang bị căng cơ, chính xác là nó đang bị căng cơ. SHB trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái dư địa, vùng kháng cự ở đây là vùng 16.7, vùng hỗ trợ vùng 15.5 thì xu hướng là đang đi ngang ở biên tích lũy ở vùng 15.5 thôi, chứ còn cũng chưa có nhiều động lực. Liên Việt Postbank đang trả cung, cổ phiếu này đang trả cung, và như vậy là cái vùng giá mục tiêu của chúng ta của cổ phiếu này là trong tuần thì gần như nó cũng đã đi gần đạt được, đó là dự kiến cái target của nó có thể đạt được ở khoảng vùng 16.5, và trong tuần thì điểm cao nhất của nó là 16.4, tức là suýt soát tí nữa là 100%, và sau khi nó về đến đây thì nó đang có những cái điểm test cung, và quan điểm kỹ thuật là cổ phiếu này giữ được trên vùng 15.5 là đẹp, và tối thiểu ít nhất là cũng phải giữ được vùng 15, chứ còn nếu mà gãy vùng 15 là thôi, cũng phải chốt một ít hàng để chúng ta có cái thanh khoản để chúng ta có thể mua lại cover hàng lại ở những cái điểm hỗ trợ thấp hơn của Liên Việt Postbank. BBB thì như thế nào? BBB á, cái cách mua của em này thì chúng ta không nên đua giá xanh, bởi đua giá xanh thì chúng ta thiệt thôi. Đây là nếu mà đua giá xanh là thiệt này. Những cái vùng hỗ trợ và chúng ta chọn những cái điểm hỗ trợ, ví dụ điểm thứ nhất là điểm 11 này, điểm hỗ trợ thứ hai nếu cũng không nhầm đó là điểm 12.2 này, và điểm hỗ trợ thứ ba ở đây có thể là vùng 12.7. Nếu mua thì chúng ta sẽ mua ở vùng 12.7, và mục tiêu ở trong nhịp này thì sẽ đánh chạm về vùng 14. VCI hiện tại thì cũng chưa có nhiều động lực và nó đang bị ngấp nghé cái điểm vi phạm 52.5. Chúng ta chú ý đến cái điểm 52.5 trong tuần giao dịch mới, rất là quan trọng đây. Gãy cái vùng này thì đang cầm thì cũng có thể canh chốt các anh chị nha. SSI mục tiêu là đi về khoảng vùng 35 đến 36, xem cây nến này chạm đến đâu thì đổ. Cao nhất ở vùng 35.5, ok các anh chị, hoàn thành vùng giá mục tiêu trong một cái điểm mà chúng ta phân tích một cái sóng hồi của SSI từ vùng 27 và đã đưa được target này về vùng 35, trải qua 4, đây là 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, trải qua 4 tuần phân tích một sóng lên của SSI, ok. Và đến thời điểm hiện tại thì SSI sẽ quay về test lại cung vùng 31 đến vùng 32. Cổ phiếu HCM thì mục tiêu là đánh về vùng 32 nhưng mà cũng chưa đạt lắm, nói chung là suýt soát đạt. Và em này lại quay về test cung, và những điểm test cung này thì cũng được đánh giá là tích cực khi mà đang giữ được vùng 30 cộng các anh chị. Gãy 30 cộng thì thôi, nhưng mà trên 30 cộng của chúng ta vẫn cứ tiếp tục chúng ta giữ thôi.
SHS trên góc độ kỹ thuật là tích cực khi mà cổ phiếu này cũng đang giữ được những cái vùng hỗ trợ của nó ở đây, đó là vùng giá 26. Thì SHS chúng ta cũng đang phân tích một sóng lên, chúng ta đang phân tích một sóng lên các anh chị. Từ cái vùng ở dưới này, đâu đó từ khoảng vùng 20 và chúng ta đang phân tích một sóng lên. Hôm nay là đã được có những điểm cao nhất ở vùng 28 rồi. Và kỳ vọng ở nhịp này thì có thể đánh chạm vùng 3x và về đến vùng 30 thì có hàng thì chúng ta cũng sẽ chốt, biết đủ là đủ đúng không ạ? Từ vùng 20 mà đánh lên vùng 30, 10 trên 20 cũng 50% nhịp hồi vừa rồi rồi. Làm cái gì cho lại đúng không ạ? Không làm gì cho lại, 50% một cái nhịp trong đó cũng chỉ có 4 tuần giao dịch. 50%. VND. VND thì cái mô phỏng cái sóng của em này thì nhịp đầu tiên là mục tiêu là 28 thì đã xong rồi. Ở nhịp thứ hai thì nó đang tích lũy ở biên 27 đến biên 28 thì chúng ta tiếp tục giữ. Gãy biên 27 thì chúng ta nên bán, bởi vì gãy biên 27 thì như thế là cái xu hướng của cổ phiếu nó không hồi được nữa. Và cái vùng kháng cự của nó cũng là vùng 3x. Vùng 3x thì canh chốt trong tuần có điểm này lên đến 29.85. Về đến vùng kháng cự thì chốt được rồi. Cổ phiếu FTS đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa xấu và nó cũng không tốt và nó đang có xu hướng tích lũy đi ngang. Và cái biên ở đây đó là biên bao nhiêu đây ạ? Biên ở đây đó là biên 16 16.5 thì kỳ vọng sẽ phục hồi ở đây. Cổ phiếu CTS. CTS thì mục tiêu của chúng ta là vẫn đưa cái target của CTS ở trong nhịp này ở khoảng vùng 17 17 khoảng vùng 17 18 và vùng hỗ trợ của nó 14.5. Sau một nhịp đánh lên thì cổ phiếu này cũng đang đi ở cái biên tích lũy khá là tốt và kỳ vọng dòng tiền sẽ break từ vùng 14.5 lên. MBS đến thời điểm hiện tại thì MBS cũng đã hình thành một sóng lên ở đây và những cái điểm mà chúng ta phân tích sóng lên đâu đó khoảng vùng 15 đến vùng 16 và bây giờ đã đạt lên được đến khoảng vùng 23 đến vùng 24, đây là vùng kháng cự. Thì về quan điểm của Hùng là cứ kháng cự là khuyến nghị chốt hàng, không có khuyến nghị mua ở vùng này nữa. Và đến vùng kháng cự thì thường thường nó hay có cái gọi là nhịp kéo xả các anh chị. Thì các anh chị có thể tận dụng vùng hỗ trợ 22, có thể cân hàng vào vùng 24 thì ao hàng, 23, 24 ao hàng. Thì chúng ta có hàng mà, chúng ta sẵn hàng mà, thì chúng ta có thể mua thêm 20% tỷ trọng mà chúng ta lướt ở trong phiên. Nhóm chứng khoán còn có mã nào nữa không các anh chị nhỉ? Còn VIX, BVS. VIX thì rất là khỏe và có thể nói là hình như là có nói đến câu chuyện là đánh sổ số, và đến thời điểm hiện tại thì target của VIX đã đạt lên đến khoảng 40 trên 40. Với lực đánh dòng tiền hiện tại thì sang tuần tới rất có khả năng là VIX sẽ tiếp tục kéo lên khoảng vùng 45. Điểm mua không khuyến nghị được các anh chị nhé. Ai có hàng thì chúng ta có thể canh đảo thêm thôi, chứ còn không khuyến nghị. BVS phiên ngày hôm nay cũng là một phiên giao dịch khá là tích cực khi mà dòng tiền vượt trung bình 21 phiên. Cùng với đó thì nó cũng đã break được cái vùng 22. Và như vậy đây cũng là một cái vùng kháng cự, thì có thể kỳ vọng sang tuần tới BVS sẽ có những cái điểm test nhẹ lại quanh vùng 22. Các tài khoản mà đang cầm á, thì chúng ta sẽ canh những cái điểm test cung ở đây các anh chị nhé. Chúng ta mua thêm từ 50, 30 đến 50% tỷ trọng chúng ta đang nắm để chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta chốt được ở khoảng vùng giá 24 cộng đó, khoảng vùng 24 năm đẹp nhất là được khoảng vùng 24 năm, nó khoảng vùng 24 thì chúng ta canh chúng ta chốt được rồi. Cổ phiếu AAS cũng là một cái mã cổ phiếu ở trong nhóm ngành chứng khoán mà chúng ta thường xuyên phân tích và theo dõi. Bắt đầu từ vùng 6.3 thì Hùng đã bắt đầu phân tích một cái sóng lên. Và cái điểm mà chúng ta có nói đến đó là điểm 79 đến 8 thì cổ phiếu này đang có những cái điểm rất là đẹp và chúng ta nói rằng là sẽ chờ một cái lực đánh của dòng tiền đâu đó nó đạt được khoảng tầm trên 3,5 triệu cổ phiếu. Thực ra về lý thuyết là cầu của AAS chưa đạt. Nó phải đạt trên 3,5 triệu cổ phiếu thì đấy mới là dòng tiền đầu cơ nó đánh. Trong ngắn hạn thì cổ phiếu này cũng sẽ chưa chạy được đâu. Nó gặp cái vùng ở đây là vùng 9 đến 9.3 thì nó sẽ có những cái điểm biên test
tích lũy cung cầu đây. Đó, ổn ổn các anh chị thì chúng ta có sẵn hàng rồi thì chúng ta chờ một phiên, ví dụ như nó có một cái lực cầu nó trên khoảng 4 triệu cổ phiếu mà nó kéo tiếp cổ phiếu thì đấy là phiên mà chúng ta sẽ mở thêm một cái điểm mua hạn mức bất thường để chúng ta chốt ở cái vùng cao hơn. Kỳ vọng về mệnh biết đâu được vùng này là đánh về vùng 11, 12. Đó, thì nó chúng ta sẽ cứ từ từ chúng ta đi phân tích thôi. Nhưng trước mắt là tuần tới phải ổn định được ở vùng 9 đến vùng 9.3 thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. Ở trong cái nhóm này á, trong cái nhóm này thì chúng ta có cái mã cổ phiếu VIB. VIB cũng là một cái mã cổ phiếu khá là hay. Mã này thì đánh sổ số và mục tiêu của VIB đó là chúng ta xây cái target ở vùng 45 thì phiên này suýt soát đạt này 44.6. Nhưng về mặt lý thuyết thì không sao cả, sau đấy nó chỉnh, nhưng mà nhịp chỉnh này thì sẽ đưa cổ phiếu này về vùng 45, bởi vì nhìn cái lực đánh này thì hoàn toàn khả thi ở vùng 45. Ok, 1 tiếng 5 phút uống một ngụm nước, ăn nước quá. Cổ họng nó đang bị đau. Rồi chúng ta sẽ phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép các anh chị nhé. HPG thì rất nhiều những anh chị là cứ sốt sáng hỏi là em ơi mua HPG được không. Thì khi mà cổ phiếu break lên á, thì thông thường nó sẽ test cung, và có nói rằng các anh chị là chúng ta xem nó điểm những cái điểm test cung lại vùng 44 đến vùng 45 xem như thế nào. Thì đây đã có bắt đầu xuất hiện hai phiên test về vùng 45 và sau đó thì có kéo nhẹ, đúng không ạ, 45 đúng không, sau đó có kéo nhẹ lên vùng 46. Thì sang tuần tới theo như Hùng á, thì cái thị trường chung của chúng ta sẽ chưa có nhiều yếu tố đột biến. Một phần là hốt cứ lỗi như vậy thì nó không có cái gì gọi là đột biến cả. Vừa lên cái thì nó tắt bốn rồi thì còn cái gì gọi là đột biến nữa, rất là bức xúc. Thì bản thân Hòa Phát như vậy thôi, nó sẽ có thêm những cái điểm test cung quan sát lại thêm ở vùng 44.5 đến vùng 45 các anh chị nhé. Bây giờ thì tạm thời ra chưa giải ngân, quan điểm Hùng như vậy. Hoa Sen cũng như vậy, Hoa Sen là nó đã có điểm đánh break hàn nền 27.5 nhưng mà phiên kết tuần này là đang có những điểm test cung lại này. Thì sang tuần tới Hoa Sen không gãy, các anh chị lưu ý không gãy 27.5 thì chúng ta tiếp tục cầm. Hùng ghi vào đây, không gãy 27.5 thì cầm. Không gãy 27.5 thì chúng ta tiếp tục cầm cho mục tiêu có thể đánh chạm về vùng 29 đến vùng 30 của cái nhịp này. Nhưng ngược lại vùng 27.5 bị vi phạm thì chúng ta sẽ bán, bởi vì khi đấy thì Hoa Sen sẽ quay trở lại về test cung ở những vùng sâu hơn. Nam Kim. Nam Kim cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta phân tích một sóng lên rất khỏe. Mục tiêu của Nam Kim thì có thể đi về vùng 21 đến vùng 22 và hiện tại thì mục tiêu này vẫn chưa thay đổi. Sang tuần tới các anh chị quan sát những tài khoản đang cầm Nam Kim, quan sát ở vùng hỗ trợ 19.5. Đây sẽ là vùng mà phải giữ được thì mới đi được, còn nếu gãy vùng này á thì nó sẽ có xu hướng về quay về test nền, các anh chị lưu ý như vậy. Tức là nó có các cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật mà trên cái đường đi đấy chúng ta phải giữ được những cái điểm đấy như vậy, và điểm chốt chặn đấy, các anh chị hiểu như vậy, những cái điểm chốt chặn trong một quá trình mà lên dốc đó, giống như cái xe ấy, chúng ta kéo lên được từng nấc một thì nó phải chốt chặn lại được ở những cái nấc đó để chúng ta kéo lên những cái vùng cao hơn. Còn những cái vùng đó mà chúng ta không chốt chặn lại được mà nó tuột xích cái thì cái xe nó bị lao xuống phía dưới. Đấy là đương nhiên, đúng không ạ? Cái mô hình của cổ phiếu leo dốc nó như vậy thôi. TLH thì quá là khỏe. Nhưng với góc độ kỹ thuật biết đủ là đủ. À, nếu như chúng ta cứ lún sâu vào những cái vòng xoáy, những cái vòng xoay của đội nhóm, đội lái thì chúng ta sẽ bị thất bại. Và đối với quan điểm TLH, vùng 12 cộng tuần tới các anh chị có hàng chúng ta sẽ canh chốt, biết đủ là đủ, như thế đủ rồi. Còn sau khi chúng ta bán xong, TLH có thể đánh lên vùng 17-18, đấy là cái câu chuyện của người đến sau. Nhưng ngược lại nếu TLH bị chốt thì chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ là những người may mắn đó. TVN cũng là một mã cổ phiếu rất hay của nhóm thép, và từ cái vùng đây này, từ vùng này bắt đầu phân tích một sóng lên từ vùng 10 đến thời điểm hiện tại lên được 14 rồi. Đó, 10 lên 14 là 4, thử xem nào, 4 trên 10 ha. Ô, cũng 40% rồi. Đấy, một cái mức lợi nhuận tương đối khủng các anh chị. Nhìn thế này thôi, nó đi từ đây đến đây là 40% rồi. Sau đó thì đang kỳ vọng sang tuần nó đạp tiếp một nhát nữa thì lên được khoảng tầm vùng 10, 15.
Đó, lên được khoảng vùng 15 thì chốt, chứ còn cái gì nữa. Tiền chốt là tiền của mình, tiền về tài khoản là tiền của mình các anh chị. Chốt 15. Con P POM, con POM này hình như cũng thép này, đầu cơ khiếp. Điểm mua không còn nữa, nói chung là POM như này không không chơi được. Không cẩn thận mà những anh chị ôm này, ôm bom này, đây ôm bom này. Đấy, là thôi là coi như tèo văn teo luôn, bỏ cuộc chơi luôn. VGS như nào nhỉ? VGS cũng VGS vùng 20 canh chốt được rồi anh chị. Đấy, biết đủ là đủ ấy. Về vùng này là mang hàng ra và táng. Còn ai mua thì sẽ chịu hậu quả sau này. May mắn thì ăn tiếp, không may mắn thì chết động. Thế thôi, mua cổ phiếu ở vùng kháng cự thì may thì ăn mà không may thì chết động. Rồi, nhóm thép xong, chúng ta sẽ điểm qua một tí về nhóm ngành phân bón. BFC. BFC tương đối khỏe. Sau khi mà cổ phiếu này break đây, break vùng kháng cự 18.5 thì cái xu hướng mà BFC có thể đạt được mắc ở trong target của nhịp này đó là khoảng vùng 21, thì trong tuần là đi được đến đâu? Đi được đến khoảng vùng 20.75 thì đang có những cái điểm test lại cung. Thì những cái điểm test cung này cũng là tương đối đẹp. Những tài khoản mà chúng ta đây nó test lại khoảng quanh vùng 19.2, 19.3 như thế này là khá là đẹp. Và mục tiêu thì là nôm na là target của em này ở trong nhịp này ở khoảng quanh vùng 21 thì chúng ta có hàng, chúng ta sẽ chốt ở khi khi vùng 19 cộng á, là đã chốt một phần rồi, và thôi chúng ta chốt dần lên thôi, bởi vì chúng ta không biết đâu là đỉnh cả. Đạm Cà Mau, Đạm Cà Mau đánh tốt đấy. Đạm Cà Mau là cũng chính thức là nó đánh break trong tuần, nó đánh break ở đây, nó đánh break cái vùng ở đây 14.5. Với lực đánh này của Đạm Cà Mau thì hoàn toàn khả thi về target ở khoảng vùng 17.5 đến vùng 18 của Đạm Cà Mau ở trong nhịp này. Ta có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt ở vùng này. Đạm Phú Mỹ cũng tương đối là tốt khi mà cái lực cầu đánh lên của Đạm Phú Mỹ khá là ổn, và dự kiến target đạt được ở trong nhịp này sẽ là khoảng vùng giá 19.5 đến khoảng vùng 20. Hợp lý. Nhóm cao su chúng ta sẽ nói đến DGV, PHR. Đối với PHR thì mình đánh giá rằng trong cái đoạn này thì điểm sáng, PHR khá là sáng trong một cái trend kỹ thuật đi. Tuy nhiên cái câu chuyện là phái sinh có sọt không, nó phái sinh mà sọt thì không có thằng nào sống được cả. Thì cái vùng hỗ trợ của em này đó là vùng 62 đến vùng 63, và đang kỳ vọng là PHR sẽ bật lên từ vùng này để đi tiếp. Cổ phiếu DRC đến thời điểm hiện tại là như thế nào ạ? Quyên khuyến nghị là chúng ta chốt rồi, bởi vì trong một cái mắc target mà chúng ta phân tích ở đây đó là vùng 29. Thế thôi, thì đến cái vùng này thì chúng ta canh thì chúng ta bán. Ai muốn mua thì mua. Và dự kiến với cái cách đi này của DRC thì DRC sẽ quay về lại test những cái vùng cung ở vùng sâu hơn, nói chung là vùng 29 được xác nhận là đỉnh của cái nhịp này rồi. GVR hiện tại kháng cự 30, hỗ trợ ở đây 27 đến vùng 27.5. Cổ phiếu sẽ có xu hướng vận động ở trong vùng này. Đó, tức là vận động ở trong vùng này nghĩa là gì? Chạm hỗ trợ thì nó bật lên, chạm kháng cự thì nó đội đầu xuống, và như vậy thì chúng ta cũng rất là dễ đánh ở trong những cái nhịp mà cổ phiếu đi ở trong những biên ngắn như này. Anh ship thì không có gì cả, siết chặt đi ngang ở quanh vùng hỗ trợ 200. VRG một số các anh chị đang nắm thì đang hỏi Hùng là bây giờ cổ phiếu này như thế nào. Thì cái cổ phiếu này á, nếu như chúng ta nắm được cái yếu tố tạo lập thì nó sẽ rất là dễ, có nghĩa là nó thường có một cái vùng hỗ trợ. Đó, và vùng hỗ trợ đấy nó đi ngang rất dài và nó chỉ khoảng hai cây nến thôi, nó đủ target. Thì cái vùng hỗ trợ này đang là vùng 26, và hai cây nến thì dự kiến nó có thể kéo lên được vùng 3x. SRC ổn anh chị, thanh khoản thì nó hơi thấp thôi, đoạn này vùng 20 chấm, hỗ trợ khoảng vùng 20.8. Con này thì nhìn ở trên trend tuần chứ còn trên trend ngày thì nó khó.
nó bị nhiễu rồi nó đi hơi khó chịu. DRI đó, trong nhóm cao su thì cũng có đánh giá rằng hai mã mà cái đường đi sáng nhất trên trang kỹ thuật đó là DRI và PHR. Đây, cũng sẽ tìm lại nhé. DRI. Nhóm cao su đó ngày mùng 3 tháng 3. Ngày mùng 3 tháng 3 thì cũng có cập nhật lại nhóm cao su từ 1 đến 6. Và trong nhóm này thì cũng có đánh giá đây, Hùng nhìn thấy rằng PHR và DRI là dư địa đi còn lại cơ bản là chạm kháng cự hoặc đi ngang tích lũy test cung. Đó thì chạm kháng cự chúng ta bán, đi tích lũy đi ngang chúng ta quan sát thêm, còn những cái mã cổ phiếu mà lực đi còn tức là dư địa đi đó thì chúng ta canh thì chúng ta mua, đơn giản như vậy thôi. Ngày 3 tháng 3 và trên này thì nó trở thành một cái gọi là một cái bách khoa toàn thư, chúng ta có thể tra lại tất cả các cái phân tích tất cả các mã cổ phiếu ở trên 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 team không chat, bởi vì trên team này là chỉ có Hồng nghe được chat được lên thôi. Nhóm ngành cảng biển ra xem là TCVK thời điểm hiện tại như nào, cơ bản đi ngang chưa có nhiều dư địa, cổ phiếu HAH khuyến nghị bắt xổ số đẹp. Khuyến nghị bắt xổ số đẹp rồi thì mục tiêu của nó khoảng vùng 26, quanh vùng 26 thì canh chốt nhịp xổ số này được. Và nhiều nhiều anh chị hỏi là không biết là đánh nhịp xổ số nó như thế nào, thì nhịp xổ số có nghĩa là chúng ta đã có một cái nhịp mà đánh ở dưới này rất là lãi rồi và chúng ta chốt hết rồi, và bây giờ trên này thì chúng ta lấy một ít tiền lãi để chúng ta mua một ít cổ phiếu để chúng ta uống trà đá với nhân trần ở trên này, thì đấy gọi là nhịp xổ số. GMD mục tiêu thì đi về vùng 35 đến vùng 36, nhưng mà trong tuần thì cũng không đi nổi về được đến vùng 34 cộng. Hỗ trợ của GMD ở trong nhịp này đó là vùng 31 đến vùng 32. Khi cổ phiếu chạm về vùng hỗ trợ thì thông thường nó sẽ bị nó gọi là nó sẽ bật lên từ vùng hỗ trợ. Đó thì chúng ta nắm được cái vùng hỗ trợ thì hoàn toàn khi mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì vùng hỗ trợ này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đặt mua thăm dò thêm, để khi cổ phiếu hồi thì chúng ta sẽ bán bớt cái lượng mà chúng ta thăm dò đó. Ở VNA con này là con đầu cơ của nhóm ngành cảng biển, và con này thì đánh một cái phương pháp đánh của nó rất dễ, đó là hỗ trợ thì đặt chờ mua, 4.48 thì chờ mua, 4.95 bán. Nhóm ngành Viettel chúng ta nói đến VGI. VGI. VGI đã có một cái lực tăng rất tốt ở trong tuần vừa qua, và mục tiêu VGI đây chúng ta có một cái điểm test cung khá là đẹp, tương đối là đẹp và tương đối là ổn định các anh chị. Mục tiêu nhịp này VGI sẽ đi về khoảng vùng 46. CTR thì nó đang, khi mà cổ phiếu này á, chạm về đến vùng 100 thì nó đang có những cái điểm gọi là test cung. Những cái điểm test cung này quanh vùng 95 thì theo Hùng đấy là tích cực, hôm nay kết tuần ở vùng 96. Thì mục tiêu nhìn ở trên góc độ trung và dài hạn thì CTR sẽ có xu hướng đánh break nền 100. Nên là các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Nếu như cái vùng hỗ trợ, đây là cái vùng hỗ trợ cuối cùng này. Đó, những vùng hỗ trợ này được nắm giữ, vẫn được giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm cổ phiếu rất là ok. Nhóm ngành mía đường chúng ta nói đến QNS. QNS thì vùng 40 là vùng hỗ trợ trung hạn. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà cổ phiếu chỉnh giảm về mặt kỹ thuật về đây thì chúng ta sẽ canh xem cái vùng này, nếu cái vùng này bị phá thì như vậy là cái trend kỹ thuật của cổ phiếu nó đã bị hết. Còn vùng này mới chưa bị phá thì cái cơ hội để mà hồi phục trên mặt kỹ thuật của mã cổ phiếu này là còn. Vùng 40 sẽ lấy vùng hỗ trợ QNS. SBT xu hướng thì đang đi ngang ở quanh vùng 22. Hỗ trợ nó có một điểm hỗ trợ sâu ở đây là vùng 21 đến vùng 22. Kháng cự vùng 24 đã phân tích ở trong những cái bản tin tuần trước đây. Sang tuần mới
Nếu như SBT mà bị gãy vùng 21 thì các anh chị cũng có thể canh để chúng ta chốt. LSS đây, các anh chị có hỏi vùng là LSS có mua được hay không, thì về mặt cũng đã nói rồi, về mặt lý thuyết là chúng ta nên canh chờ những nhịp mà LSS test lại cung ở quanh vùng 12.5 đấy. Phiên ngày hôm nay nó test đúng vùng 12.5 xong nó kéo lên. Vì LSS là nó chạy ở trên trend tuần các anh chị, chúng ta không nhìn trên ngày. Những cái mã cổ phiếu mà đánh trung hạn là không có nhìn trên ngày. Mục tiêu ở trong nhịp này thì LSS có thể mắc sẽ đánh về khoảng vùng 14 đến vùng 14.5. Đây cũng là cái vùng mà các cụ dạy biết đủ là đủ. Đây, khả năng là nó sẽ đi về đến cái vùng 10 15 ở đây. Đây là những cái vùng kháng cự rất là mạnh, và đến cái vùng này thì anh chị có hàng chúng ta cũng có thể canh chốt. Mía đường Nam Sơn thì mục tiêu vẫn là đi về đâu đó vùng 115 trên định hướng phân tích tuần. Danh mục của mã ngành cổ phiếu dệt may, chúng ta sẽ phân tích TCM để chúng ta thử xem là nhóm này có hồi phục được không. Thì TCM đoạn này chúng ta đánh xổ số các anh chị nhé, đánh xổ số. Xổ số kiến thiết TCM ở vùng 72 và dự kiến mắc đi về khoảng vùng 86. TNG thì mục tiêu vẫn là đi về vùng 26, các cái điểm mua của TNG gần như không còn nữa, có hàng chúng ta canh để chúng ta chốt thôi. Hỗ trợ của nhịp này khi mà TNG đây chúng ta cũng đã phân tích một sóng lên ở đây, hỗ trợ của em này 22 đến vùng 25 đến vùng 228. VGG, các điểm mua của VGG các anh chị đó, đây hôm nay đã đạt được mục tiêu cho các anh chị, đây đạt rồi đúng không ạ, mục tiêu ở vùng 48 và chúng ta có nói đến vùng 40 đến vùng 41.2 thì nó cứ đi zig zag vậy thôi, và lên đến vùng 48 cộng thì quạnh canh chốt, và có thể với cái tín hiệu hiện tại thì có thể kéo lên vùng 50 đối với VGG. Ở VGT phiên ngày hôm nay cũng đã chạm về cái vùng mục tiêu 20.5. 20.5 cũng là một cái điểm kháng cự ở đây. Thì cái quan điểm mình đã có chia sẻ với tất cả anh chị mà đã trên room á, thì đã biết rồi, đó là vùng 20.5, vùng 21 đến vùng 22 đây sẽ là những vùng mà chúng ta mang hàng ra để chúng ta chốt. Đây không còn là những cái điểm mua đẹp nữa rồi. Đúng không ạ? Những cái điểm mua đẹp đấy chính là những điểm đây, có phải phiên ngày 29 không bay? Mùng 2 đây, ngày 29 đây ta. Đây thì ngày 29 đấy, bắt đầu từ đây thì bắt đầu từ vùng 14.5 đến vùng 15 lục đã phân tích một cái sóng hồi của VGT. Đó, và test lại cung ở đây vùng bao nhiêu đây, không gãy này, vùng 18 không gãy, nâng target lên vùng 20.5. Như vậy từ vùng 14 đến vùng 20.5 cũng là tương đối rồi các anh chị. Lãi nhiều rồi chưa? Chắc chắn là sẽ bị chốt ở vùng đấy. GIL. GIL thì mục tiêu của nhịp xổ số này có thể đánh về vùng 7x, và như vậy là cũng không có nhiều cái dư địa nữa rồi. Khi mà tín hiệu đường MACD đang bị thu này, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống. Xu hướng của GIL sẽ test lại cung đâu đó khoảng vùng 59 đến vùng 61.5 trước khi mình thành một cái xu hướng ở đây. Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản MPC. Thấy các đơn hàng về dệt may và các đơn hàng về thủy sản thì cũng đang khá là tốt. Tuy nhiên MPC thì ở đây rồi, vùng kháng cự nó ở đây rồi các anh chị, 39.5 đến khoảng vùng 4x. Thì cơ hội nếu như bật thì cũng bật lên được đến vùng này nữa thôi. Thì điểm mua ở đây gần như MPC chúng ta không còn nữa. Cố đấm ăn xôi làm cái gì, rất nhiều những mã cổ phiếu đẹp. Tí nữa ông sẽ chỉ cho anh chị. Ai xem được đến cái thời điểm cuối bản tin sẽ có những cái mã cổ phiếu đẹp. Cho anh chị cái mã cổ phiếu đẹp sao chúng ta phải cố đấm ăn xôi như vậy. Ở VHC mục tiêu của chúng ta về khoảng vùng 43.5 thì nó sắp sự à phiên ngày hôm qua đạt 43.5 thì bị đổ lại.
Về mặt kỹ thuật đó, thì VHC hoàn toàn còn có dư địa để tăng, VHC còn dư địa để tăng, các tài khoản đã cầm thì chúng ta sẽ nắm. Mục tiêu về bốn đầu tiên phải là break được vùng 43.5, và khi thoát cung ở vùng 43.5 và nó có những cái điểm test cung lại đây thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích về mặt kỹ thuật của VHC. Cổ phiếu CMX cũng đang hồi đẹp. CMX cũng đang hồi đẹp và mục tiêu trong nhịp này thì CMX sẽ hồi phục từ vùng giá 14.5 với một mục tiêu có thể đi về lại vùng 18, và trên cái vùng mục tiêu đó thì em mới đang test lại đây này, những điểm test cùng vùng 15.7 khá là đẹp. Các tài khoản đang cầm CMX có thể canh mua quanh vùng 15.5, 15.7 trong tuần mới. ANV đấy, đây các anh chị kháng cự nó đây rồi, kháng cự 24. Chạm kháng cự 24 thì nó lại có xu hướng test lại nền thôi, và cái nền của nó đây 22.5 biên trên. Đây phiên ngày hôm nay nó test lại biên trên 22.5. Tương đối đẹp thì đối với trend kỹ thuật của ANV thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn kỳ vọng đi theo cái mô hình như này. Đó. Đây, nó đi như này và test lại cung 21.5 ở 22.5 ở đây không gãy. Lực cầu tiếp tục duy trì ổn định khoảng tầm trên 500.000 cổ phiếu. Phiên này hơi đuối. Đuối có thể một phần là nó cũng do sàn bị lỗi hay sao thì nó mới đuối như vậy, nó không khớp được lệnh. Và mục tiêu ở trong nhịp này thì có thể đi về vùng 25 đến khoảng vùng 26. DHC thì đã chính thức là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 80 trên 80 và cái cổ phiếu này rất là khỏe. Có những điểm test cung ở quanh 77.2, vùng 77 nó cũng khá tương đối là tốt. Thì về mặt lý thuyết thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà nó nắm giữ theo những cái trend rất là dài, nên là chúng ta phải mua được ở những cái vùng thấp ở dưới này. Còn lên đến những vùng này chúng ta mua thì cũng có thể được, nhưng mà chúng ta mua ở một cái tỷ trọng thấp thôi, chứ còn mua nhiều thì chúng ta sẽ bị không may về đến những cái vùng kháng cự và cổ phiếu hết sóng á, đó, cổ phiếu hết sóng thì chúng ta sẽ bị ngồi lại ở trên này và không chịu cắt lỗ, thì như vậy là chúng ta bị lỗ rất là sâu. Hai cổ phiếu của nhóm ngành hóa chất rất là quan trọng mà được khuyến nghị các anh chị đầu tư cầm dài. DGC. Đến thời điểm hiện tại thì DGC chúng ta xem là đã đánh DGC đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 7x, và đây này nó đang có những cái điểm test đẹp á, những điểm test này là điểm test đẹp đây này. Đấy. Rồi, và cái xu hướng của em này em ấy sẽ vận động ở trong cái hình elip này, thoát biên trên là tốt, tức là nó sẽ có những cái điểm test cung ở trong hình elip này trước khi mà nó có những cái tín hiệu tiếp theo. DGC thì đến thời điểm hiện tại rất có thể là sẽ đánh lên khoảng vùng 80, vùng 8x. Cũng sẽ có thêm những cái đánh giá về mã cổ phiếu này CSV. CSV cũng là cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hóa chất, và đến thời điểm hiện tại 3x thì nó đang test cung lên, kỳ vọng đang nhịp này đánh lên khoảng vùng 32. Từ đây thì kéo một nhịp nữa lên khoảng vùng 32 thì canh chốt. Phân tích cho các anh chị và những cái mã cổ phiếu có thể có điểm mua, ví dụ như là đây cũng có nhóm ngành sông Đà SDT, ví dụ như vậy. Bây giờ cái sàn 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 bên kia nó bị lỗi quá, sàn hốt nó bị lỗi quá, thì chúng ta sẽ tìm những cái mã cổ phiếu mà nó ở sàn HX đấy, thì có mã cổ phiếu SD6 và SDT. SD6 thì hôm qua có khuyến nghị vùng 37 đến vùng 38 canh mua rất đẹp. Đấy, SD6 là nhìn ở trên trang trung hạn này đấy, các anh chị nhìn thấy sướng không ạ, nhìn thế này mới mua chứ. Tại sao chúng ta phải mua những cái mã cổ phiếu mà nó đã tít tận ở trên những cái vùng kháng cự? Và hôm qua thì chúng ta nói đến vùng 3.7, chúng ta xem nào, 3.8 ở đâu và 3.7 đâu, 3.7. Đấy, hôm nay test đẹp ở vùng 3.8 xong nó kéo lên đúng cái vùng mà dự kiến mua. Đấy, mua 3.8, 3.9 rất đẹp.
Nên là ông dự như vậy thôi, nên có thể chúng ta sẽ mua thêm ở vùng 3.9 chứ cũng không thể dự báo tuyệt đối được cổ phiếu SDT. SDT thì hôm qua dự kiến mua ở vùng nào nào? Ta xem nào. Không nhớ, biên kỹ thuật 5.7. Cân đủ vị thế ở vùng 5.7 đến 6. Đấy, như thế. Đây 5.7 đến 6 thì cân đủ vị thế và trong phiên ngày hôm nay thì nhún một tí xuống vùng 5.9. Đấy, tức là cổ phiếu gần như cũng không không có giảm sâu, và tất cả những mã cổ phiếu này thì đều nhìn ở trên trang kỹ thuật trung hạn. Cổ phiếu đẹp, và thêm một mã cổ phiếu SD4. Kỷ niệm các anh chị mã cổ phiếu này. Đấy, không ăn thì không tính tiền. Không ăn thì không tính tiền. Vùng mua thì phiên ngày hôm nay không biết là cái vùng này có mua được nữa không, nhưng mà kỳ vọng là chúng ta sẽ mua được ở quanh vùng này 4.2 đến khoảng vùng 3.9. Đấy, vùng này là vùng mà chúng ta sẽ cân đủ hàng, và cân đủ hàng xong rồi thì ngồi chờ. Nôm na như vậy, cân đủ hàng xong rồi thì ngồi chờ. Đẹp đấy. Cổ phiếu này khi nó tăng thì thôi cũng phải miễn bàn luôn và ăn bằng lần. Tốt. Dành khuyến nghị cho cả nhà. Ok, như vậy là 1:30 phút chúng ta đã đi phân tích xong các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu ở trên trên bản tin tuần. Thì cũng có một vài ý để chia sẻ với các anh chị như sau. Đến thời điểm tại thì cũng đang nhìn thấy cái sự đồng thuận của dòng tiền ở trên để mà đánh chỉ số VN Index vượt kháng cự là chưa có. Tất cả dòng tiền đến thời điểm hiện tại nó đang khá là rời rạc ở trên sàn hốt. Một phần là vì liên tục sàn hốt bị lỗi. Chính vì vậy nên tất cả những cái dữ liệu bùng lên sử dụng để phân tích kỹ thuật và để chia sẻ với tất cả anh chị em ở đây là một cái dữ liệu, nó là tương đối. Đó, dữ liệu tương đối, và chúng ta sẽ sử dụng ở trên cái dữ liệu đó. Và cái dữ liệu đó thì nếu mà xét về thuần về kỹ thuật và nếu mà xét đúng xét đủ thì gọi là dữ liệu méo mó, bởi vì nó không đúng. Đó, cái cung cầu cổ phiếu nó không phải như vậy các anh chị. Nên là và nên nên là cái tuần giao dịch mới thì theo như dự kiến thì hốt cũng sẽ tiếp tục bị lỗi. Đấy, vấn đề là lỗi từ 14 giờ hay lỗi từ 13 giờ 30 hay là đầu giờ chiều là lỗi luôn, nhưng hốt sẽ tiếp tục lỗi và cái câu chuyện đó sẽ tiếp diễn. Hiện tại là chưa có nhìn thấy cái ánh sáng để mà khắc phục cái câu chuyện đó, nên là chúng ta tiếp tục là phải làm quen với cái câu chuyện ở trong tuần giao dịch mới. Và cái động lực mà để đánh được thị trường lên thì bây giờ là trong tuần vừa qua thì nhóm P đã tăng rất là mạnh rồi, nhóm thép cũng đã có một nhịp tăng tốt. Vậy thì nhóm nào sẽ thế chân vào đấy, thì bây giờ chỉ còn banh, chứng khoán và trụ là những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm ngành có thể thế chân để nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì nhóm trụ đến thời điểm hiện tại Hùng cũng không nhìn thấy cái sự đẹp và không nhìn thấy được một cái động lực mạnh mẽ để mà có thể đánh trụ lên. Đấy, nhóm banh thì cũng đang vận động ở cái vùng kháng cự rất là mạnh, và nhóm chứng khoán thì có cái sự phân hóa, tuy nhiên chỉ có một mình dòng chứng khoán thì cũng không đủ để lan tỏa cái dòng tiền để có thể đánh breakout cái vùng kháng cự của thị trường ở trong tuần giao dịch mới. Thì trên góc độ phân tích kỹ thuật thì Hùng có sẽ đề cập với các anh chị như sau. Đó là cái câu chuyện đến thời điểm hiện tại là thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones Future nó đã bị mất cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng ở vùng 32.000 điểm ở đây. Nó bị mất cái vùng này và nó đang bị rơi xuống ở cái phía dưới, tức là vận động ở dưới cái vùng vùng hỗ trợ, thì như vậy là một cái tín hiệu không thực sự là tích cực đối với chỉ số chứng khoán Mỹ. Và cùng với đó thì chỉ số Dow Jones nó cũng bị mất cái vùng hỗ trợ dài của nó ở vùng 31.300 điểm ở đây. Và tiếp tục nó bị mất, và nó tiếp tục bị mất cái mốc 31.000 điểm. Đây, đây chính là những cái điểm mà nó bị mất và nó vận động như thế này. Thế thì câu chuyện là phiên giao dịch tối nay thì hiện tại cũng chưa xem cái chỉ số Dow Jones và chỉ số Dow Jones Future. Nhưng nếu các cái mốc hỗ trợ của hai chỉ số này không được lấy lại thì như vậy sẽ có những cái tác động khá là tiêu cực cho thị trường chứng khoán châu Á và cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch mới. Thì đấy là những yếu tố ngoại biên. Còn trên góc độ phân tích về mặt kỹ thuật, sàn hốt tiếp tục lỗi thì cái động lực để VN Index bứt phá, để VN30 bứt phá, để phái sinh bứt phá qua những cái vùng kháng cự tuần của thị trường là hiện tại cũng chưa nhìn thấy. Và trên bản tin video tuần số 145, Hùng đây tiếp tục lấy những mốc kháng cự
và những mốc hỗ trợ của thị trường vẫn là những cái mốc cũ để chúng ta tiếp tục quan sát cho những phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn, vì các anh chị không được cập nhật các bản tin hàng ngày, vì các anh chị không được cập nhật bản tin hàng ngày trên trên những cái team nhóm Hùng Lê hỗ trợ ở trên Zoom Zalo, nên sẽ không thể có được những cái phân tích về mặt cái trend kỹ thuật của các cái sự vận động của chỉ số ba cái chỉ số này trong tuần. Thì Hùng có thể nói thêm là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai ấy, thì các anh chị có thể chú ý cái vùng kháng cự ngắn. Nếu như chỉ số của VN Index của chúng ta mà đánh bật qua được cái vùng kháng cự ngắn ở khoảng vùng 1170 điểm, chỉ số VN30 thì nó sẽ gặp phải cái vùng ở đây ở vùng 1175 điểm, và chỉ số VN30F1M cũng ở vùng 1175 điểm đây. Thì cái câu chuyện là thị trường có cơ hội để phục hồi. Nhưng các anh chị nhớ chữ nhưng rất quan trọng. Nhưng các mốc hỗ trợ tuần bị mất. Bởi vì trong tuần này thì Hùng đang nhìn thấy những cái dấu hiệu căng cứng nhất định của thị trường, nên cái câu chuyện mà đánh lên là gần như đã không có rồi, lại cộng với hệ thống lỗi nữa. Đấy, thì các anh chị lưu ý ba cái mốc kháng cự ngắn trong phiên ngày thứ hai phải đánh qua, giữ được nó và ngồi lên trên cái điểm đó thì ok. Cùng với đó thì các cái vùng hỗ trợ tuần của thị trường, ví dụ đơn giản VN30F1M, cái điểm hỗ trợ sâu nhất của nó ở đây là vùng 1147 điểm, không được gãy. Đó, chỉ số VN30 hỗ trợ sâu của nó ở vùng 1155 điểm, không bị gãy. Và chỉ số VN Index ở vùng 1150 điểm, không bị gãy. Thì đấy là những cái mốc hỗ trợ tuần rất là quan trọng mà chúng ta cần phải quan sát, mà chúng ta cần phải chúng ta, cái thị trường của chúng ta cần phải giữ được ở những mốc như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Còn những cái mốc hỗ trợ mà bị mất thì như vậy là thị trường của chúng ta sẽ báo hiệu một cái dấu hiệu rất là xấu ở sau đấy. Rồi, như vậy là tuần giao dịch này thì Hùng đã làm xong cái phần bản tin, và Hùng rất mong muốn tất cả những anh chị em của chúng ta sau khi xem những bản tin của Hùng lên thì có thể chia sẻ đến những cái bản tin này đến với cộng đồng nhà đầu tư, đến với những anh chị em là chúng ta, bạn bè của chúng ta, những người thân của chúng ta mới bắt đầu tham gia thị trường hoặc đang tham gia thị trường chứng khoán, để có thêm những cái kênh thông tin tham khảo. Và kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng là kênh mở, là kênh để chia sẻ các cái kiến thức về thị trường, về cổ phiếu, và là cái kênh mà nó thể hiện tất cả mọi cái quan điểm phân tích của cá nhân Hùng Lê, nó có đúng, nó có sai, và ai thấy đúng được cái nào, ai thấy hay được cái nào thì chúng ta mang về để chúng ta dùng. Ai thấy chưa hay, chưa phù hợp đó thì chúng ta sẽ đi tìm thêm các cái nguồn khác để chúng ta bổ trợ cho cái kiến thức của chúng ta. Với một mục tiêu cuối cùng, các anh chị cứ tự đặt câu hỏi là tôi lang thang trên kênh YouTube, tôi lang thang ở trên mạng để làm gì? Các anh chị đừng phí thời gian, chúng ta lang thang để chúng ta tìm nguồn kiến thức, và nguồn kiến thức nào phù hợp với chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình giao dịch đầu tư thì chúng ta tìm về để chúng ta dùng. Và mục tiêu chúng ta lang thang để chúng ta làm gì? Để chúng ta có kiến thức vững vàng hơn trên thị trường chứng khoán, để chúng ta kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán, và để chúng ta tránh được những sai lầm trên thị trường chứng khoán, vân vân và vân vân. Thì đấy là những mục tiêu của chúng ta, và chúng ta nên tập trung để chúng ta làm những mục tiêu đó. Còn lại những cái phụ hoặc là những cái khác chúng ta nên bỏ qua. Ok, hai ngày nghỉ cuối tuần, Hùng Lê xin kính chúc cả nhà của chúng ta có những ngày nghỉ để tái tạo lại cái sức lao động của chúng ta, tái tạo lại cái năng lượng của chúng ta để sang một tuần mới chiến đấu với gọi là ông Mr. Thị trường. Và cũng rất mong muốn các anh chị em về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để cùng đồng hành và cùng có những cái phân tích và nhận những cái phân tích, cũng như có những cái tương tác hai chiều để chúng ta có thể có một quá trình đầu tư tốt hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị em trong các cái bản điểm tin tiếp theo.